Tu Anh sẽ được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi truyền kênh. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tù Anh sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 4 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tu Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Bạch Dạ Phi Ưng ngồi bên trong phòng sách đọc tài liệu, đến tối mới đi ra ngoài. Không biết cô đã ăn xong chưa? Cơ thể bé nhỏ đó phải bồi bổ bồ thật nhiều thì anh mới có thể yên tâm mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy cô vẫn còn đang nằm trên giường. Thức ăn mà anh đem vào lúc sáng vẫn còn nguyên trên tủ, chẳng có ai đả động gì đến. Biết rằng cô thấy anh vào rồi, cho nên chỉ ra vừa ngủ thôi. Anh cầm đĩa thức ăn lên, nhìn một lúc rồi đặt xuống. Sao? Không hợp khẩu vị của em à? Tôi sang người làm món mới, em thích ăn gì? Trả lời anh là không gian yên tĩnh. Cô không muốn phí sức lực Càng không muốn nhìn thấy anh Cô lấy chăn che kín từ đầu đến chân Anh cười khổ rồi đi ra ngoài Khi anh đem đồ ăn mới vào Cô vẫn không thèm quan tâm Lại một lần nữa Chủ tịch cố tình dặn dò cô Ăn hết thức ăn rồi đi ra bên ngoài Một đêm trôi qua Anh đem thức ăn vào Nhìn thấy cái đĩa tối qua đặt trên bàn vẫn còn nguyên Cô đã nhịn đói cả ngày Còn không chịu uống một giọt nước Cô chỉ nằm trên giường tỉnh dậy nhìn trên trần nhà rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi bà giả phi ưng kéo cái chăn đang chùm kín cô rồi lớn tiếng mà nói lạc y y em đừng có vô lý người vô lý không phải chính là anh ta sao vì nhịn ăn thế nên bây giờ cô không còn sức nữa cô vẫn bướng bỉnh đứng dậy tay chân đều run rẩy như bà già bảy mươi nhưng cô mặc kệ có vẻ như không muốn nhìn thấy anh cào nhàu nên cũng muốn đi ra khỏi nơi này Bảy dạ phi ưng cản đường không cho cô đi còn ấn cô ngồi trên giường nữa mau ăn đi em đừng chọc giận tôi anh đưa cái bánh bao đến trước mặt muốn cô ăn cô xoay mặt đi nơi khác chủ tịch nhíu mày rồi bóp má của cô anh thấy cô ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt trong lòng anh liền cảm thấy đau đớn bỏ bàn tay của mình xuống nhị thiếu gia cao cao tại thượng liền quỳ một chân dưới sàn, ngừng đầu lên, tha thiết nhìn cô. Anh nắm lấy bàn tay gầy gò của cô mà xót ra. Em ăn xong đi, lúc đó tôi sẽ để em ra ngoài. Cô liếc anh một cái rồi quay mặt sang nơi khác. Cô chui vào chăn rồi tiếp tục nằm xuống, không thèm quan tâm chuyện thế gian. Ra ngoài sao? Phạm vi anh cho cô đi chẳng qua chỉ là quanh quẩn trong biệt thự này mà thôi. Còn nơi cô thật sự muốn đi anh sẽ cho phép cô đi thật sao Vậy là lại thêm một ngày Cô không ăn không uống Anh nhìn người hầu đem thức ăn Từ trong phòng cô ra Mà không nhịn được đấm mạnh lên tường Chết tiệt Lúc mới đến đây cô cũng tuyệt thực một lần rồi Còn nếu lúc đó không suy nghĩ nhiều Anh đã thô bạo Ép cô nuốt cho bằng hết thức ăn Mình chuẩn bị sẵn Hôm nay tự nhủ lòng Nếu cô còn ngang bướng Thì anh sẽ không khách sáo nhưng cho đến khi anh nhìn thấy ánh mắt mất hết hy vọng của cô, anh biết anh không nỡ làm cho cô đau. chuyện này nếu kéo dài thật sự là không hay một chút nào. cùng lúc này thì điện thoại trong túi vang lên là con nhóc thối phi yến gọi đến cho anh. anh vẫn chưa quên em gái của mình lừa gạt, ngón tay định ấn nút bật ra có chút khựng lại. chủ tịch thở dài vuốt ngược mái tóc bạch kim lấp lánh ra sau rồi ấn trả lời không ấn tắt nữa sao lại muốn gì đây anh à anh cho em gặp YY Y một lần đi em muốn biết tình hình của chị ấy bây giờ thế nào đến biệt thự đi em xin ơ à, sao cơ anh nói gì cơ anh cho cô đến rồi sao chuyện lạ lùng gì đang xảy ra thế này hôm trước anh cha cô còn khẳng định rằng nếu cô dám đến thì sẽ cho người lôi ra ngoài cơ mà bây giờ đổi ý rồi sao phi yến không tin nổi cố tình hỏi lại anh anh nói là anh cho em đến sao cho em 5 phút mau đến đây anh ra lệnh tam tiểu thư ở bên này khó chịu mà nhích môi dám coi cô giống như người hầu mà ra lệnh vậy sao sẽ có ngày cô kêu anh cả đấm cho vài phát được rồi em sẽ sang ngay bây giờ tam tiểu thư nhảy lên xe thắt dây an toàn rồi phóng xe như bay vừa đến biệt thự chủ nhà đã đứng ở trước sân không dài dòng văn vở mà lôi ngay đứa em gái vào trong nhà ấn thang máy lên trên lầu cô còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra anh cô bị làm sao vậy chứ uống nhầm thuốc chắc người đàn ông mở cửa phòng ra phỉ yến trong lòng còn đang rất khó hiểu đây là phòng của anh trai lần đầu tiên cô được vào đây Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Mà anh trai cô lại trở nên gấp gáp như vậy chứ Cô lúc này mới chú ý trên chiếc giường lớn Cô đến gần thì thấy Y Y đang ngồi cuốn chăn khắp người Giống như con nhộm ở đó Phỉ Yến chạy đến ngồi lên giường Nắm lấy cơ thể đã bị bọc kín kia Y Y chị vẫn ổn sao Tốt quá rồi Nhưng mà sao chị lại Tam tiểu thư lo lắng Quay sang nhìn anh trai của mình có ý trách móc mà nói Anh à, tại sao chị ấy mới chỉ hơn một ngày không gặp mà lại ốm thế này chứ? Anh lấy đi thức ăn trên tủ đưa cho em gái của mình rồi bất lực thở dài Giúp anh khuyên cô ấy ăn đi Phi Yến quay người nhìn, đại khái thì cũng hiểu tám chín phần mà trong lòng có chút đầu xót Chị đúng là chị bị ngốc sao? Lại còn dám tuyệt thực nữa Thôi, mau nghe lời em ăn một chút đi nào. Phỉ Yến đưa cho cô cái bánh mì. Cô gái gói mình trong chăn, lần này đã đưa tay ra nhận lấy cái bánh, nhưng vẫn không ăn. Phỉ Yến ôm cô ấy ăn ủi, rồi đứng lên nói với anh trai. Anh, tạm thời anh nên tránh mặt một chút đi. Người đàn ông nhìn em gái của mình, rồi nhíu mày thăm dò. Em lại định bày ra âm mưu gì, có đúng không? Bởi vì có anh ở đây thế nên chị ấy mới không ăn đấy hơn nữa em thì có thể làm được cái gì em đưa chị ấy đi bằng cách nào đây thu nhỏ rồi bỏ vào trong túi chắc anh đến gần nhìn thẳng vào em gái của mình mà nói ở đây anh đã gắn camera và máy ghi âm rồi em tốt nhất là đừng có dở trò nếu không thì anh sẽ thật sự từ mặt em đấy phỉ yến sau khi buông ra lời nói ham dọa thì anh đi ra bên ngoài. Phi Yến ngồi trên giường vỗ vỗ lưng, giúp cô gái trên giường có thể an tâm hơn. Chị ăn đi, chị đừng lo gì cả, có em ở đây rồi. Cô gái nhỏ cô nén sự khó chịu, đang vướng trong cổ họng, toàn miếng bánh rồi nuốt xuống. Phi Yến đau lòng, ôm lấy ngay điểm mù của camera, không thấy, sau đó thì thì thầm gì đó. Chỉ 10 phút sau, anh đã mở cửa đi vào, sợ cô lại lên kế hoạch gì đó. Tam tiểu thư lau đi giọt nước mắt đang rơi trên má của Y Y. Em không thể nào giúp chị rời khỏi đây, chỉ có thể đến thăm hỏi mỗi ngày. Chị hãy kiên cường lên, đừng suy nghĩ dại dột, chị nhớ chưa? Cô gái ngồi trên giường gật đầu, Phi Yến lúc này mới yên tâm đi ra bên ngoài. Hai anh em đi trên dãy hành lang, cô cố tình lên tiếng hỏi. Em có thể đến đây dùng bữa với Y Y được không? Anh cảnh cáo em một lần cuối cùng Gặp cô ấy xong Thì đừng có mà dở trò Em biết rồi, biết rồi mà Không yên tâm Thì anh cứ việc phái người Theo dõi giám sát là được chứ gì Vậy là từ hôm đó trở đi Ngày qua ngày tam tiểu thư Đều đến đây ăn cùng với y y Người đàn ông cũng cho hai vệ sĩ đến Để mà quan sát Rồi báo cáo tình hình Đảm bảo em gái của anh Không bày mưu tính kế sau lưng anh làng y y đã chịu ăn uống trở lại nhưng mỗi khi nhìn thấy anh cô liền trốn vào trong chăn anh cũng chẳng biết nên làm gì với cô nữa mắng thì không nỡ mà đánh thì cũng chẳng đành nhưng trong lòng anh thật sự khó chịu khi anh là người duy nhất cô đối xử lạnh nhạt như vậy mà cũng đúng thôi trước đây anh đối xử với cô cực kỳ kinh khủng còn nhóc phi yến thường ở bên cạnh cô tuy rằng không có gì kỳ lạ nhưng vẫn phải đề phòng thật tốt Hôm nay anh phải đến công ty sớm Mấy lão già ở đó xử lý việc Thì chẳng đâu vào đâu Nhưng mà cứ hay kêu ca mãi Nếu không vì nể mặt của mẹ Anh đã sớm tống cổ tất cả bọn họ Đi từ lâu rồi Tam tiểu thư cùng y y Ngồi ngoài sân trước Thấy anh có vẻ gấp gáp Khi nhìn thấy đứa em gái danh ma của mình Anh liền đi đến rồi cảnh cáo Em ăn xong rồi Thì mau chóng trở về đi Phi Yến tặc lưỡi Đứng lên mà đáp không cần anh phải bận tâm Bây giờ em sẽ đi ngay được chưa nào Nói xong Cô gái liền nhanh chóng bước lên xe Rồi chạy đi khỏi biệt thự Không thèm quay đầu nhìn lại một cái nào Nhị thiếu gia lắc lắc đầu Tính tình của con bé này Đúng là bướng bỉnh quá đi thôi Anh quay đầu Nhìn thấy Y Y đã đứng lên Rồi khỏi đó tôi lúc nào không hay Hôm nay anh có việc quan trọng Không thể nào vắng mặt thôi thì sau khi xử lý xong sẽ bù đắp tình cảm của hai người sau. Bạch Diệp Phi Yến gọi điện thoại. Có thể bắt đầu kế hoạch được rồi. Cô nói xong thì tắt máy, xóa nhật ký cuộc gọi, nhanh chóng lái xe chạy thẳng trở về nhà của mình. Bên phía của anh cả, Dương Hồng và Liễu Thanh đều có mặt đông đủ, huy động hàng trăm anh em đáng tin, rồi đến nhà chính hệ thống báo động của căn biệt thự đã sớm bị liệu thành vô hiệu hóa rồi. Những tay bắn tỉa cũng được bố trí ở những nơi thích hợp, chỉ đợi Bạch Dạ Phi Long ra lệnh là sẽ lập tức tấn công vào các bảo vệ ngay. Hành động này chỉ vì muốn cứu người, tuy rằng muốn gây chuyện nhưng lại không muốn tạo nên sóng gió, thế cho nên đã đổi đạn dược thành thuốc mê có liều lượng cao. Họ ra tay cực kỳ dứt khoát sau khi hạ gục toàn bộ bảo vệ Cách ngoài cửa dương hồng ân liền tiến vào bên trong nhanh chóng đánh ngất toàn bộ người làm liễu thành nhìn đám người nằm la liệt trên đất thì vụ vỗ vai của dương hồng làm hơi quá rồi đấy dù sao thì camera đều bị anh ta vô hiệu hóa lão tử đã lâu không được hoạt động gần cốt chỉ làm nóng người thôi cũng không được sao dương hồng đắc ý nghĩ thầm như vậy dù sao thì anh ta cũng đã che đi diện mạo đẹp trai của mình Còn cẩn thận tấn công họ từ đằng sau Ai mà tố giác được cơ chứ Còn báo ở ngoài sân Nghe thấy bên trong có tiếng động Liền gầm gừ rồi tiến vào Nó đi qua từng lớp người đang ngất trên đất Để mà quan sát xem Kẻ nào dám to gan làm loạn ở nơi này Nhìn thấy con mèo to Đoàn người có chút sợ Thế nhưng vẫn cố bình tĩnh Rút súng gây mê đã chuẩn bị từ trước Khoan đã, Dương Hồng lên tiếng, cậu ta chậm rãi tiến về phía của nó, xoa xoa đầu, giơ lên ngón tay, ý bảo là không sao, khiến mọi người đều hết sức nể phục. Dương lão đại, ngay cả báo trắng của nhị thiếu cũng xem như là thú cưng mà thuần phục, đúng là cánh tay đắc lực của lão đại. Chúng em nguyện đi theo anh suốt đời. Dương Hồng mũi phình to lên như muốn phát nổ. May là mỗi khi Tam tiểu thư đem con mèo to lớn này về nhà, anh cũng gặp qua mấy lần rồi Thế cho nên có chút ấn tượng Nếu không thì có lẽ bây giờ mệt rồi đây Được rồi Anh em đi theo tôi là không sai đâu Cậu ta lên tiếng Liệu Thanh đứng bên cạnh Ra sức thở dài Làm cái trò hề gì thế không biết Họ rất nhanh đã đem được Lạc Y Y ra bên ngoài Dương Hồng và những người khác Cũng mau chóng quay trở về báo cáo Còn Liệu Thanh thì lái xe Đưa cô ra khỏi đây đến một nơi cách xa thành phố. Ở đó có một chiếc xe màu đỏ đang đậu ở bên vệ đường. Anh ta dừng xe, cô nhanh chóng tháo dây an toàn rồi đi sang chiếc xe màu đỏ kia. Tài xế trên xe đeo khẩu trang và đeo kính dâm. Lạc y y nhìn thấy thì cảm thấy có chút buồn cười. Bộ dáng này thật sự rất khó coi. Tài xế nhanh chóng kéo khẩu trang vướng víu xuống. Hẳn học nói. Em hy sinh che đi vẻ xinh đẹp mỹ miều để cứu chị. Vậy mà chị còn trêu chọc em, đúng là nhẫn tâm mà. Phi Yến vênh mặt lên, tỏ vẻ giận dỗi với Y Y. Y Y lúc nghe những lời mà Phi Yến thì thầm ở trong phòng, đến khi mà khuyên cô đừng tuyệt thực, còn có chút không tin. Lúc đó Phi Yến đã nói, Em có cách cứu chị đấy. Xem ra những lời đó không phải là nói suông rồi. Cảm ơn em, Phi Yến Thôi, chị còn khách sáo làm gì Tạm thời, chị cứ đến nhà em để ở tạm nha Không được đâu Cô nhanh chóng từ chối Nếu cô đến đó, thì nào anh ta cũng sẽ tìm ra cô Có khi đến lúc đó, Phi Yến cũng sẽ bị kéo vào Trong câu chuyện rắc rối này cho mà xem Em đã giúp chị nhiều lắm rồi Chị không muốn liên lụy đến mọi người đâu Liên lụy cái gì chứ Nếu không phải là do em từ đầu đã nhờ vào quá đáng thì cũng không để chị và bước đường cùng này rồi đó là do bản thân chị lựa chọn thôi không liên quan gì đến em cả phi yến cái gì mà không liên quan tất cả là do em chị đã nói là không phải rồi mà em đã nói phải là do em sao chị cứ như vậy chứ vậy là cả hai người đều dành lỗi lầm về phía của mình bắt đầu cãi nhau ở trên xe Bạch Diệp Phi Yến còn chẳng thèm chú tâm Cứ đi một đoạn lại gân cổ Nhìn y y gào to Lạc y y nhìn phía trước Mắt cô mở to Rồi thét lên đầy sợ hãi Phi Yến cẩn thận Phi Yến lúc này cũng nhìn theo liền thấy một chiếc xe Đang chạy ngược chiều Cô nhanh chóng bẻ lái rồi thắng gấp Hai chiếc xe suýt nữa là tông vào nhau Người ngồi trên xe gương mặt trắng bệch Không còn chút huyết sắc nào chỉ bàn về mỗi vấn đề Nhà ở thôi Mà suýt chút nữa Đến điện Diêm Vương luôn rồi Tam tiểu thư đầu phát hỏa Nghiến răng mở dây an toàn Rồi chạy ra bên ngoài Đúng là muốn hiền cũng không được mà Thôi thì vai nữ phản diện này Cứ để cô đóng đi Cô lao đến trước xe suýt nữa Đã cho mình thấy được tám đời tổ tông Đập cửa mầm rồi thét lên Mau lăn xuống đây cho bổn tiểu thơ Chết tiệt Có biết lái xe không đi ngược chiều suýt nữa thì xảy ra án mạng rồi tôi mà chết thì anh không thể nào đền được đâu Là y y sau khi mà hoàn hồn thì cũng mau chóng xuống xe muốn ngăn cản phi yến nổi điên may là đoạn đường này bây giờ chẳng có chiếc xe nào ngoài bọn họ không thì sẽ được đăng lên báo mất thôi đừng cản em y y hôm nay mà em còn không đòi lại công bằng thì em đổi tên cho rồi tam tiểu thư vẫn không thể nào nuốt trôi cơn giận dữ này. Người trên xe bước xuống, làm cho họ ngạc nhiên đến ngây người. Tô, Tô Ngọc Liên. Tô tiểu thư nước mắt đầm đìa trên gương mặt. Bạch Diệp Phi Yến còn định bụng sau khi mà tài xế bước xuống xe, bất kể là nam hay nữ, cô sẽ tẩn trong một trận để không còn vi phạm luật giao thông nữa. Ai ngờ lại gặp người quen. Chồng cô ta còn thảm hơn cả cô nữa nha. Sao sao cô lại ở đây Tam tiểu thư gặng hỏi Cô ta không phải là theo dõi bọn họ Đã lâu rồi Thế nên cố tình chặn đường nữa chứ Tô Ngọc Liên nghe xong Thì càng khóc to hơn Dù sao ở đây cũng chẳng có ai cả Cứ chút bớt muộn phiền rồi tính tiếp Sau đó Họ đậu xe bên đường Rồi lên xe của Tô Ngọc Liên Cô ta cũng không giấu giếm Mà kể ra mọi việc Hôm nay cô ta đến nhà cha của mình muốn cha mình giải trừ hôn ước của hai gia đình. Ai ngờ đâu không những không làm được gì còn bị ăn thêm cái tát nữa. Bạch Diệp Phi Yến nghe xong thì cười trừ mà nói Vậy là cô không muốn kết hôn cùng với anh trai của tôi sao? Anh trai cô không phải là gu của tôi Hơn nữa, cái bộ dáng anh ta bắt người cứ như là quỷ dạ xoa Tôi kết hôn với anh ta, chẳng phải cuộc sống sau này sẽ thảm lắm hay sao? Phi Yến nhìn sang Y Y Rồi đưa cho Tô Tiểu Thư cái khăn tay Cô ta nhận lấy rồi mới nói Mà các người định đi đâu thế này Chắc là không phải định bỏ trốn đâu nhỉ Nghe xong câu hỏi đó Cả ba người đều trầm mặc Y Y thở dài Phi Yến muốn tôi trốn ở nhà của em ấy Nhưng tôi cảm thấy không thích hợp Bị lộ tẩy thì sẽ rất thảm đấy Em đã nói không sao Ổn mà Cả hai người lại tranh cãi với nhau một trận Tô Ngọc Liên sụt xịt nhìn họ Rồi mới lên tiếng Hay là đến nhà tôi đi Họ lại trầm mặc thêm một lần nữa Tam tiểu thư hỏi thêm Như vậy làm sao mà được chứ Gia đình cô chẳng lẽ lại cho phép Một người sắp cướp vị hôn phu Của con gái mình Ở chung nhà sao Vị Yên nói ra câu này Cũng cảm thấy hình như là mình Nói có chút dối rắm rồi Tô Ngọc Liên bỏ khăn trên tay xuống rồi cười khổ. Con gái gì chứ? Cha tôi chỉ xem tôi là món hàng giúp tăng địa vị của ông ấy trong giới thượng lưu thôi. Hơn nữa tử riêng, ông ta cũng không thèm đến thăm đâu. Cô đến chỗ tôi chẳng phải là giải quyết được vấn đề rồi sao? Đúng là nếu cô đến đó thì Phi Yến và cả anh cả của cô sẽ tránh khỏi rắc rối rồi. Anh em họ cũng sẽ không vì chuyện này mà trở mặt nhau Phi Yến lại nghi ngờ mà nói Cô không muốn gả cho anh hai tôi Làm sao chúng tôi biết cô có đem y y đến giao nộp hay không Tô Ngọc Liên nhìn về phía của hai người Vẻ mặt đượm buồn Ừ cô nói cũng phải Hay để tôi đến nhà cô đi Lạc y y lúc này mới lên tiếng Tam tiểu thư lay lay bờ vai của cô cố gắng kìm nén không hét toáng lên. "Y y, chị bị điên à? Sao có thể tin dễ dàng như vậy chứ? Nếu bị bắt lại thì công sức hôm nay coi như là xuống sông xuống biển đấy." "Bây giờ cô đâu còn con đường nào để đi cơ chứ? Lại không muốn quan hệ anh em của Phi Yến bị hủy hoại vì mình." "Chị muốn tin cô ấy một lần." Phi Yến cố gắng ngăn cản nhưng mà chẳng thể nào lung lay được ý chí của cô, đành phải chấp nhận. Thời gian ngồi đây cãi nhau Có khi lát nữa anh hai đến tìm Cũng phí công trốn ra Thôi được rồi Cô sẽ đánh cược một lần xem thế nào Nếu sau này có cơ hội Em sẽ đến thăm chị sau y y. Cô xuống xe Rồi nhanh chóng trở về nhà Bạch dạ phi ương về đến biệt thự Bảo vệ và người hầu đều bị đánh ngất Con báo trắng thì ngồi ở sảnh Vui mừng vẫy vẫy đuôi Thấy chủ nhân Nguy rồi mau tìm người đi anh ra lệnh cho thuộc hạ về cùng rồi tức tốc chạy lên trên lầu tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy cô đâu cả không thể nào chắc là ở đây có trộm cô sợ hãi thế nên trốn vào trong một góc thôi phải tìm thật kỹ chắc chắn sẽ tìm thấy cô thôi anh cứ như là mất hết lý trí chạy khắp biệt thự rộng lớn tìm bóng dáng bé nhỏ của cô đồ đạc đều bị anh lục tung lên một nơi lộng lẫy trong thoáng chốc đã bị anh phá tan hoang. Bảy dạ phi ưng cắn răng nghiến lợi, gầm lên. Mau mở camera, điều tra toàn bộ mọi chuyện cho tôi. Dạ thiếu gia camera trong biệt thự toàn bộ đều đã bị vô hiệu hóa rồi. Ngải Thụy đứng bên cạnh ấp úng trả lời. Vừa nói xong thì cái bình cổ liền sượt qua bên má, rồi đến vai, rồi đi ra đằng sau bức tường vỡ tan tành không phải cướp, chắc chắn không phải là cướp. Chẳng có tên khốn kiếp nào dám bén mảng vào địa bàn của anh ngày ban ngày ban mặt như thế này. Tất cả đồ quý giá đều không mất một thứ gì, người làm toàn bộ không có ai mất mạng mà chỉ là bị gây mê ngất đi. Chỉ riêng cô là chẳng thấy đâu cả. Tại sao con báo lại không cắn chết kẻ đột nhập cơ chứ? Nó cũng chẳng bị tiêm thuốc. Vậy thì kẻ đến đây chắc chắn là người quen rồi. Chết tiệt. Rốt cuộc là kẻ nào Anh gào lên rồi đá văng cái ghế sang bên cạnh Phỉ Yến hay là mẹ Hay là kẻ nào khác chứ Kẻ nào to gan bằng trời Dám gây hấn với anh đây Bạch dạ phi ưng trong mắt Đã lóe lên tia tàn nhẫn Anh chỉ tay và đám người đang nằm trên đất Rồi nói với ngại thủy Làm cho bọn họ tỉnh dậy đi Và bắt khai ra toàn bộ cho tôi anh lái chiếc xe Lamborghini màu đen chạy đi mất. Lúc này, tại biệt thự ở trung tâm thành phố S, bảo vệ ra sức ngăn cản vị thiếu gia đang phát điên cầm súng lục xông vào. Nhị thiếu à, ngài, ngài bình tĩnh lại đi. Bạch dạ phi long đang ở đâu? Nói. Anh chĩa súng lên đầu của người bảo vệ đang ngăn cản mình lạnh lùng uy hiếp. Cậu ta không trả lời, cố gắng nói ra vài câu vô nghĩa Mong anh đừng làm vậy Máu nóng của anh càng nổi lên nhiều hơn Muốn bóp cò xử lý ngay lập tức Thế nhưng đã bị giọng nói bá đạo Ngăn cản Tối rồi mà còn đấy làm gì Bạch xạ phi long Điềm nhiên đút tay vào trong túi quần Nhìn đứa em hơn 30 tuổi Bé bỏng của mình Không quên chọc ghẹo Sao thế nhớ anh cả sao Em trai Bạch dạo phi ưng đưa nòng súng Về phía anh của mình đàn em của đại ca liền tạo thành vòng tròn vây xung quanh anh nhưng mà người bị trị xuống thì vẫn vui vẻ phất phất tay bảo họ lùi xuống hốt hoảng làm gì chứ anh em tình thương mến thương chưa bao giờ nhìn thấy à bài dạo phi ưng hướng súng lên trời rồi đoàn một cái nổ súng tiếp theo người của anh tiến vào chủ tịch lớn tiếng ra lệnh lục soát ngay lập tức cho tôi đám người cao to lập tức xông vào từng phòng để tìm kiếm. Phòng khách náo nhiệt trong thoáng chốc chỉ còn lại có hai người. bày xã Phi Long bước xuống sofa uống trà như thói quen hàng ngày. Kệ vậy, em trai lớn rồi, không còn nghe lời anh trai nữa. Thấy em trai của mình cứ đứng yên một chỗ, vẫn luôn đưa súng về phía của mình, lão đại thật sự là đau thấu tâm can. Lúc anh kết hôn, em đến hôn lễ cũng chẳng nói câu nào. em có biết là anh buồn lắm không? bây giờ em đến đây để tâm sự sao? bớt phí lời. rút cuộc là anh đã đem y y giấu đâu rồi? y y sao? y y nào? em trai. anh kết hôn rồi. tấm thân trong trắng này bây giờ chỉ dành cho chị dâu em. trong mắt anh, chị dâu em là người tuyệt vời nhất. anh đâu có rảnh mà đi dòm ngó nữ nhân khác làm gì? lại là người dính dáng đến em nữa bạch dạ phi long nhún nhún vai không trước mắt mà nói lâm doãn đứng trên tầng nghe thấy như vậy thì nhếch môi nở ra nụ cười hai anh em nhà này không hòa hợp cô biết tại sao rồi nhị thiếu kìm nén cơn tức giận tôi chưa hề nói người đó là nữ lão đại nghe xong thì không hề có chút chuột dạ thậm chí còn cao hứng hơn ấy chết anh bậy quá rồi lâu ngày không gặp không biết là sở thích của em thay đổi nhanh đến như vậy vậy thì anh càng không có lý do gì gặp mặt cậu em trai đó của em anh thích nữ nhân đối với nam anh không hứng thú đâu thiếu gia tức giận thật rồi lập tức thu súng rồi nhào đến nắm cổ áo của người kia đang ung um dung uống trà bàn tay run run nổi đầy gân xanh kẻ dám ban ngày ban mặt đến nhà chính hạ thủ rồi bắt người của tôi đi trong thành phố này ngoài anh ra thì còn ai chứ cái đó làm sao mà anh biết được bình thường em làm việc vô tình độc đoán gây thủ chức oán với bao nhiêu người họ không ra tay được với em vì nể gia tộc bạch dạ thôi nhưng không có nghĩa là người bên cạnh em sẽ có kết quả tốt đâu vì ưng vì lòng gương mặt hiện ra hai chữ đáng đời giọng nói vô cùng vui vẻ đưa ánh mắt thương cảm hướng về phía em trai của mình Lúc này, người của nhị thiếu cũng từ khắp nơi chạy bùa vào trong phòng khách. Ngãi Thụy lên tiếng. Thiếu ra, không thấy người ở đây. Anh đã nói rồi, trái tim này chỉ có mỗi một mình. Bạch dạ phi long, anh đem cô ấy giấu nơi khác có đúng không? Muốn giở trò đồi bại gì đây? Nhị thiếu gia lúc này đã không thể nào tìm được người, vốn không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ánh mắt long lên sòng sọc, ghi anh trai của mình rồi bù một cái dưới bụng chuyển đến cảm giác quặn thắt hít thở không thông bạch dạ phi ương nhất thời không phản ứng kịp liền khuỵ người một tay ôm bụng bang chủ hắc bang lúc này đẩy ngã em của mình lên ghế sofa rồi đứng dậy nhìn anh quằn quại chẳng còn đau thương như lúc nãy nữa giờ đây đã lộ ra gương mặt lạnh khốc ném cái nhìn che chóc về phía của ngã thủy anh ta cũng bị khí thế này áp bức suýt nữa trụy tim nhanh chóng chạy đến đỡ người đang ngồi trên ghế không biết là người kia dùng bao nhiêu sức lực mà bạch dạng phi ưng vốn khỏe mạnh giờ đây chẳng thể nào nhúc nhích một phân bàng chủ xoay xoay cổ tay phi ưng đừng thấy anh đang vui vẻ mà làm tới bình thường em làm gì anh không quan tâm nhưng mà cái câu dở trò đồi bại đến tay chị dâu của em thì anh sẽ chỉ còn nửa cái mạng thôi hôm nay em không tỉnh táo anh không trách các người đâu còn không đưa tiểu nhị về đi anh gầm lên đám người nghe xong thì liền thục mạng bỏ chạy bệnh xạo phi ương nói chuyện cũng chẳng còn sức lực chỉ có thể thầm rủa trong lòng dám gọi anh là tiểu nhị sao khốn kiếp mà Cầm biệt thự đã trở về vẻ yên tĩnh vốn có anh nhìn lên tầng thấy vợ của mình đang chống cằm tự vào lan can để xem cảnh náo nhiệt, liền vui vẻ vẫy vẫy tay vài cái. Lâm Doãn tập lưỡi vài cái rồi lắc đầu, gương mặt lộ ra vẻ ghét bỏ mà mắng. Vô liêm sỉ, rồi cúi bỏ đi. Ở một nơi khác, là Y Y cùng với Tô Ngọc Liên đã đến ngoại thành rồi. Nơi này thưa thớt là yên bình, thế cho nên sẽ không có ai nhòm ngó. Tô Tiểu Thư đưa Y Y đến căn phòng ở tầng trệt Cố cửa đây đi Nơi này quan sát được tất cả biệt thự đấy Còn có cả tầng hầm Nếu có người đến cũng sẽ dễ dàng trốn thoát Bây giờ sang Mỹ Thì chắc chắn anh sẽ tìm được cô Chỉ có thể tạm thời làm phiền tôi tiểu thơ thôi Tôi Còn chưa kịp nói gì Thì cô bỗng dưng cảm thấy Đầu óc của mình tráng váng Trời đất đào lộn Không còn nhìn thấy gì nữa Bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng gọi Đầy hốt hoảng của Tô Ngọc Liên Ý ý, cô làm sao thế? Mau tỉnh lại đi. Quản gia, quản gia gọi bác sĩ đến đây đi. Không lâu sau đó, cô đã ở trong hoa viên tại nhà chính. Bạch dạ phi ương từ trong bóng tối từng bước đến gần, anh không ngừng nói với cô. Em dám bỏ trốn sao? Là y y không ngừng lui về phía sau Cô sợ hãi nhìn xung quanh Đầu đầu cũng đều là người của anh cô bị vây khốn giữa đám người và cả nỗi sợ hãi của chính mình. Cô xoay người muốn trốn, liền bị anh nắm lại. Còn muốn chạy à? Cho dù em có làm gì thì cũng không thể nào thoát khỏi tay của tôi đâu. Bất cứ ai cũng không thể nào giúp được em. Cả đời này đừng mong trốn thoát. Cô muốn chạy nhưng mà tay và chân cứ giống như là bị ai đó nắm lấy, ngay cả miệng cũng không mở ra nổi, chỉ có thể bị anh kéo vào trong nhà không không đừng mà ý, ý hét lên đầy sợ hãi rồi bật người ngồi dậy cùng lúc đó cơ thể cũng cử động được như bình thường cô thở dốc hoảng loạn quan sát xung quanh cô đang nằm trên giường nơi này là căn phòng mà tô ngọc liên đưa cô đến vậy thì việc bị bắt lại hóa ra chỉ là mơ thôi sao cô gái nhỏ ngồi trên giường nhễ nhại mồ hôi vô lực tựa ra phía sau thật là may quá cô vẫn chưa bị bắt về. Cô tỉnh rồi sao? Tô Ngọc Liên nghe thấy tiếng hét thì vội vàng chạy vào, sợ là có chuyện gì bất chắc xảy ra. Cũng may là không sao. Cô nhanh chóng đi đến, ngồi lên giường, vỗ vỗ trái tim vẫn còn đang nhảy loạn của bản thân mình. Tự dưng cô ngất xỉu, dọa tôi sợ muốn chết đi được. Cũng may lúc nãy bác sĩ nói rằng cô ổn, có điều là... Lạc y y nhìn cô gái trước mặt của mình, chẳng lẽ có gì khó nói sao? Chẳng lẽ là cô mắc phải căn bệnh gì đó hiểm nghèo rồi sao? Tôi tiểu thư, cô cô cứ nói đi, tôi làm sao thế? Y y, cô mang thai hơn một tháng rồi. Cô, cô nói cái gì cơ? Tôi, tôi làm sao mà có thể... Cô vẫn uống thuốc đều đặn và cẩn thận cơ mà. Phải rồi, từ lâu anh đã dặn làm hoa, không cần đem thuốc đến cho cô nữa thầy y Ý Ý có vẻ không tin tô ngọc liên lại nói thêm lúc nãy tôi đã dặn bác sĩ là xem đi xem lại rất nhiều lần ông ấy nói tuy rằng sức khỏe của cô có chút suy nhược nhưng thai nhi thì ổn định y có cần nói với bạch gia không đừng tôi xin cô tôi xin cô tuyệt đối đừng nói gì cô hốt hoảng đi xuống giường rồi ôm lấy bụng quỳ xuống cô tuyệt đối không thể nào để cho bạch gia biết đặc biệt là tên ác ma kia anh từng nói với cô rằng cô không xứng đáng mang thai đứa con của bạch gia nếu bây giờ để lộ chuyện cô mang thai anh chắc chắn sẽ ép cô phải bỏ đứa bé cho mà xem nó là con của cô cũng chẳng có tội tình gì cả anh có thể nhận tâm với cô nhưng con cô thì không được phép cô tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm hại đến con của mình thế rồi cơn chóng mặt lập tức ập tới cô ngồi phịch xuống đất. Tô Ngọc Liên lại càng thêm sợ hãi, nhanh chóng đỡ cô ngồi trên giường. Được rồi, được rồi, tôi sẽ không nói với ai cả. Phi Yến cũng không nói gì đâu. Bảo vệ cô và đứa bé an toàn nhất có thể. Lạc Y Y lúc này mới có thể yên tâm thở nhẹ, nước mắt tuôn trào. Cô cứ nghĩ rằng rời khỏi nơi đó thì cô có thể bắt đầu cuộc sống mới. Ai ngờ đứa trẻ này lại bất ngờ xuất hiện. Ê ê, lúc nãy tôi đã sai người đi xem xét Tất cả các chuyến bay đều bị kiểm soát rất nghiêm ngặt Cô muốn thoát khỏi đây E rằng không có khả năng đâu Hơn nữa bây giờ cô lại đang có Nếu tình huống xấu bị bắt về Trong tình trạng ốm ngén Thì cô Tóm lại nếu cô tin tưởng tôi Thì cô tạm thời hãy ở nơi này đi Đợi khi nào tên khốn À mà không Đợi mọi chuyện lắng xuống Hãy nghĩ cách rời khỏi sau Cô gái nhỏ đưa tay ôm lấy bụng của mình Không còn cách nào khác đành phải gật đầu Dù sao thì bây giờ Chỉ còn có nơi này là an toàn cho mẹ con cô mà thôi Tô Ngọc Liên ngồi bên cạnh thở dài Tôi và cô đều không muốn cuộc đời của mình bị vùi dập trong tay của tên họ bạch kia. Cô không phải danh môn, lại bị cường quyền áp bức. Tôi xuất thân cao quý, vẫn bị gia đình xem như là món hàng. Làng y y nhìn cô ấy rồi lại nhìn vào chính mình cười khổ nếu như được sống theo ý muốn của bản thân thì tốt quá rồi mọi tin tức được truyền về đều không phải là thứ mà người đàn ông muốn nghe một người đang sờ sờ tại sao có thể nói mất tích là mất tích ngay được chứ Dần bay đã được anh cài người vào cũng chẳng tìm được người tình nghe cô chắc chắn vẫn còn ở xung quanh đây phòng sách đã bị cơn cuồng bạo của người đàn ông làm cho dối tung đồ sứ cổ vỡ vụn nằm trên sàn, vài cuốn sách bị xé nát. Bạch Diệp Phi Yến bước vào, nhìn mà sợ hãi. Anh à, đây là anh đang nằm lấy cái màn treo cửa, xé bùng bét. Nghe thấy tiếng em gái của mình nhanh chóng đi đến, nắm lấy hai vai của cô em, gương mặt lộ ra mười phần nóng vội. Là em đã đưa cối đi, có đúng không? Chết tiệt, em đem cối giấu đi đâu? Nói nhanh lên. Cô tất nhiên biết rằng anh đang nói đến ai Nhưng đã diễn thì phải diễn tròn vai Cố tình tỏ ra ngu ngơ mà nói Anh nói cái gì thế? Dấu ai? Em đến tìm y y Mà quản gia lại không nói gì cả Nên em đành đến hỏi anh Em bớt giả vờ đi Mau trả lời anh Là em làm có đúng không? Cô chưa bao giờ nhìn thấy Anh trai của mình đáng sợ như vậy cả À mà thực ra hôm trước Bắt được y y có nhìn thấy qua một lần rồi Nhưng mà lần này có vẻ không được ổn cho lắm Gương mặt của anh hốc hác Mắt cũng hiện ra vẻ mệt mỏi và cùng thâm Một người lúc nào cũng chăm chút ngoại hình Mà bây giờ đầu tóc rối bời Đây có còn là anh trai phong độ của cô nữa không? Anh à, thật ra thì... Không được, Bạch Diệp Phi Yến ơi Mày đã quên tình trạng của Y Y khi mà bị bắt về rồi sao? Nếu bây giờ mày bị anh hai làm cho mềm lòng rồi bán đứng chị ấy, thì không ai nương tựa nữa, có khi mày chẳng khác gì một tên tội đồ. Có thể tình hình bây giờ quá kiến kẽ, anh trai cô không thể nào tìm được manh mối nên mới rồi thủ đoạn để lấy lòng. Đúng vậy, đây chắc chắn là khổ nhục kế rồi. Mày phải kiên định lên, không được làm lộ sơ hở. Nếu như đã không tìm thấy chị ấy hay là bỏ đi anh. Anh buông cô ra, chống tay lên che cái chán của mình rồi bất giác lùi về sau. Thôi, em về đi. Phi Yến không còn nói gì nữa mà ngoan ngoãn đi ra bên ngoài. Bạch phu nhân nghe tin y y biến mất, cảm xúc trong lòng có chút không rõ, chỉ thở dài vụt về con mèo ba tư trong lòng mình. Vậy cũng tốt. Người đi rồi thì phi ưng nó không còn lún sâu vào đoạn tình duyên không tốt đẹp này nữa. Nhị thiếu gia từ khi mà y y rời đi không màng đến công việc cứ nhốt mình ở trong phòng uống rượu đóng hết cửa không cho một tia ánh sáng nào có thể lọt vào bầu bạn với màn đêm tĩnh mịch đã được 6 ngày trôi qua bài phu nhân ở bên này nóng ruột đập tay lên bàn cái gì cơ các người nói là phi ưng nó tự nhốt mình không cho ai đi vào sao Nói xong, bà tức giận đến mức ôm lấy lồng ngực của mình, khó thở ngồi xuống. Cổ phiếu trong công ty dạo gần đây tuột dốc thê thảm, công sức gây dựng cực khổ, chẳng lẽ đến đây là chấm dứt sao? Phi ưng ừ, nó điên rồi sao? Từ trước đến giờ, nó không phải là người cảm tính, tại sao bây giờ vì một đứa con gái mà trở nên thế này cơ chứ? Không được, tình hình này phải nhanh chóng giải quyết thôi. Lê Phương Kiều tức tốc đến nhà chính tìm con trai Khung cảnh trước mắt So với mọi người chẳng khác gì Bà thở vào Có lẽ nó chỉ là quá cố chấp Trước nay muốn gì có đó Mà bây giờ bị tính kế Thế nên trong lòng có chút không cam tâm Đúng là quá cao ngạo Cũng không phải chuyện tốt đẹp Thế nhưng cho đến khi Bà bước vào trong phòng Tận mắt nhìn thấy trước mắt mình Không có lấy một tia sáng nào Rồi mùi cồn bay loạn khắp nơi khiến cho người ta không thể nào thở được. Cùng với hàng tá chai rượu loại mạnh được vứt được khắp nơi, khiến cho người kiên định như bà, suýt chút nữa không thể nào giữ được bình tĩnh. Một cái chai rỗng lăn đến chân của bà. Bà nhìn một lúc lâu rồi mở công tắc đèn lên. Bạch dạ phi ứng lúc này đang ngồi tựa vào kệ sách, bị ánh sáng rất mạnh, chọc giận, thế nên thẳng tay ném chai rượu xuống, gầm lên. Tôi đã nói là không ai được phép vào đây, Muốn tôi giết các người có đúng không Màu cút ra ngoài Mau lên Chai rượu cứ như vậy Mà va vào tường rồi vỡ nát Chất lỏng màu hổ phách bên trong Tràn ra rồi văng tung tóe Rồi xuống thảm Lê Phương Kiều nhìn con trai của mình Mùi rượu nồng nặc Cả người nhơ nước, mắt thầm đen Cầm thì lốn phốn dâu Bà mất kiên nhẫn Cùng sự bình tĩnh của mình Bạch dạ phi ưng Con gây chuyện đủ chưa phi yêu nhìn thấy mẹ của mình thì cũng chỉ ngồi im cổ phiếu trong công ty đang rớt giá thảm hại mà con có thể ngồi đây tự nuốt mình không làm gì con muốn sự nghiệp bị hủy hoại có đúng không anh không thèm quan tâm khui thêm một chai rượu rồi đưa lên miệng giống như là đang uống nước lã lê phương kiều giật lấy ném xuống đất con nhìn bộ dáng của con bây giờ đi còn chút nào giống con cái quý tộc không thảm hại thế này còn không mau phấn chấn lên cho mẹ Thấy con trai của mình có vẻ chẳng quan tâm Những điều mình đang nói Bà đến cửa sổ kéo màn Rồi nhìn bầu trời bên ngoài Con ngồi đây suy nghĩ Tại sao người ta rời đi Thế tại sao con không kiểm điểm chính bản thân mình Lúc người ta ở đây Con đã làm những gì Đúng vậy Cô ấy không muốn ở bên cạnh anh Trước đây anh chẳng đối xử tốt với cô ấy Cho dù chỉ là một lần anh biết mỗi đêm cô đều mơ thấy ác mộng Nhưng mà chưa lần nào an ủi Hay là cho cô thực hiện mong muốn của bản thân Anh lúc nào cũng chỉ muốn độc chiếm cô Ở bên cạnh mình Cho dù cô có kêu gào van xin Thì anh cũng không dao động Cô rửa đi Tất cả là do anh Lê Phương Kiều xoay người Nhìn thấy người đàn ông đang ảo não vò đầu Chỉ có thể buồn bã thở dài Còn ở đây thẫn thở Thì cô ấy sẽ quay lại sau Thà rằng có đến công ty nâng cao địa vị rồi cho người đi tìm kiếm Có khi sẽ khảo quan hơn đấy Mẹ chỉ nói đến đây thôi Làm hay không là do con Nói xong thì bà xoay người rời đi Tại nhà riêng của Tô Ngọc Liên ý Y đang ngồi trước cửa sổ Ngắm nhìn bầu trời rộng lớn ở bên ngoài Cô dịu dàng đưa tay vuốt về trước bụng của mình Đợi khi nào con cô được sinh ra Chúng ta có thể cùng nhau đi dạo Khi lớn hơn Thì cùng nhau nô đùa trên bãi cỏ xanh hôm nay tô tiểu thư đã đi về nhà rồi không biết mọi chuyện của cô ấy có xuân sẻ thuận lợi hay không đây cô chỉ vừa suy nghĩ đã nhìn thấy chiếc xe hơi màu vàng đậu ở cửa tô ngọc liên bước xuống xe rồi vội vã chạy vào trong nhà rồi ở trên xe một người đàn ông soái khí ngút trời cũng nhanh chóng đuổi theo cô chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra lúc nãy tô ngọc liên tự lái xe đi cơ mà Tại sao bây giờ lại có người khác đưa về? Còn xe của cô ấy đâu rồi? Lạc Y Y không hiểu chuyện gì vẫn còn đang ngồi bên cửa sổ. Tô Ngọc Liên đi vào ngồi lên ghế sofa, cho hẳn đôi chân dài lên ghế rồi ôm lấy mình. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ vai cố gắng an ủi. Tiểu Liên, em đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng chết mất. Hay là em cứ đánh anh để chút giận đi. Em đánh anh làm gì Người làm cho em phải đau khổ Cũng có phải là anh đâu Tạm thời em đừng về nhà nữa Cứ ở lại nơi này đi Nhưng mà em ở đây một mình Anh không yên tâm Cô ta, cô ta là ai Tù Ngọc Liên vẫn còn đang thút thít Người đàn ông thì nhìn căn nhà to Chỉ có một mình cô ở đây Anh ta thật sự nếu như có trộm đột nhập Thì phải làm sao Đang quan sát thì thấy bên cửa sổ có người đứng đó, anh ta đứng phát dậy chỉ thẳng vào mặt là trộm có đúng không? Tô Ngọc Liên nhìn theo hướng tay của anh ta thấy Y Y đang căng thẳng nhanh chóng lau nước mắt rồi giải thích à không không phải là trộm đâu đó là bạn của em là Y Y lúc này đây người đàn ông mới buông bỏ sự phòng bị tôi là Tô Minh Hậu là anh của Tiểu Liên. Y gật đầu rồi đi về phòng Chuyện của nhà họ Cô không nên xen vào thì tốt hơn Tô Minh Hạo thấy cô như vậy Thì cười nhạt nói với em gái Người bạn này của em Có chút nhát gan nhỉ Anh đừng có mà hù dọa cô ấy Số của cô ấy Còn khổ hơn cả em Việc cô ấy và em ở cùng nhau Anh tuyệt đối đừng có nói gì Với mọi người đấy Anh nói với ai được đây Cô ta là ai anh còn chẳng thèm quan tâm cơ mà anh chỉ lo cho em mà thôi em đừng về nhà nữa nếu không là bị cha ép đến bạch gia đấy tụi mình hảo giận dò hôm nay chỉ muốn thăm nhà ai ngờ đâu vừa về đến nơi đã bị cha cô ép phải đến bạch gia rồi ông nghe nói nhị thiếu nhà họ đang không khỏe muốn cô đến đó để mà gia tăng tình cảm đôi bên cô và tên đó thì có tình cảm gì để mà gia tăng chứ gia tăng hận thù chắc. Y y đáng yêu như vậy mà cái tên đó cũng không buông tha, hành hạ cô ấy sống trong lo sợ, đúng là không bằng cầm thú. Kết quả cô đã xuống xe, gây gổ một trận thật to, cha còn muốn tát cô thêm một lần nữa, may mà có anh ngăn cản, không thì bây giờ trên mặt cô đã có thêm dấu tay rồi. Một tháng sau đó, giá cổ phiếu trong công ty bắt đầu bình ổn trở lại người đàn ông vẫn đang vùi đầu vào trong công việc, muốn quên đi chuyện đau lòng. Tiện thể có thể diệt được vài con sâu bọ, cắn xén tiền trong công ty. Cũng cho người giáo giết tìm cô ở khắp nơi. Nếu bị bắt cóc thì tại sao lại không đòi tiền chuộc cơ chứ? Rốt cuộc là cô đang trốn ở đâu mà ngay cả anh cũng không thể nào tìm thấy cô. Nhà ông anh khốn kiếp kia cũng đã được lục tung lên, ngay cả Phi Yến và mẹ anh cũng đều tra qua rồi những căn biệt thự họ từng mua cũng chẳng có cô một con người đang sống sờ sờ ra đó bỗng dưng giống như hơi nước bay đi chẳng còn tung tích nhưng mà anh vẫn không từ bỏ mỗi lần về nhà mọi ngóc ngách đều ẩn hiện hình ảnh của cô thời gian đầu anh vẫn phải dùng đến rượu bây giờ thì khá hơn nhưng phải đến nửa đêm hoặc là khi vùi đầu vào đống công văn trên bàn mệt mỏi quá rồi mới có thể đi ngủ anh rất nhớ cô Tình hình y y ở đây rất tốt Mỗi ngày đều sẽ cùng thức dậy Và dùng bữa với Tô Ngọc Liên Họ có rất nhiều điểm chung Nhanh chóng trở thành bạn bè tốt của nhau Có những đêm còn cùng nhau Ngủ trên một chiếc giường Tâm sự vui buồn với nhau Trong lòng y y chất chứa Những suy nghĩ không vui Nhìn cái bụng càng ngày càng nhô ra Cô không biết sau này đứa trẻ ra đời rồi Thì hai mẹ con cô sẽ sống như thế nào Cô cũng không thể nào Ở đây mãi Tô Ngọc Liên có ơn Kéo cô ra khỏi địa ngục Còn giúp cô giải quyết khó khăn Không thể nào để cho người tốt như vậy Chịu thiệt thòi Sau khi sinh đứa trẻ cô phải rời khỏi đây Nhưng bây giờ cô đã 27 tuổi Công việc chẳng có Lấy cái gì để nuôi con cơ chứ Còn mẹ cô nữa Đã lâu rồi cô không gọi cho mẹ Mẹ của cô không biết là có đang sống tốt không Đã nhiều lần cô không nhịn được Mà nhấn số điện thoại của dì Muốn ấn máy để gọi đi lại sợ người đàn ông kia có thể điều tra ra. Lạc Y Y ngồi trong phòng khách thở dài, Tô Ngọc Liên đem cho cô ly sữa, rồi ngồi xuống bên cạnh mà nói. Có chuyện gì mà trong cô buồn thế? Uống sữa đi, giúp cho bảo bối bổ sung dinh dưỡng này. Tôi chỉ là cảm thấy bản thân mình kém cỏi quá thôi. Y Y thở dài mà đáp. Sao cô lại nghĩ như vậy? kẻ kém cỏi chính là tên khốn nạn đã ép cô vào bước đường cùng này mới đúng chứ sau này cục cưng ra đời rồi tôi cũng chẳng biết phải làm gì tôi không có gì trong tay lỡ đâu không thể nào lo cho con một bữa cơm no thì tôi phải làm sao tô ngọc liên xoa so xoa so vai của cô vẫn còn có tôi cơ mà nếu như cô muốn kiếm tiền hôm trước tôi thấy cô có vẽ bức tranh hay là để tôi giúp cô bán nó đi tranh của cô sao tranh của cô thì bán được bao nhiêu tiền cơ chứ hơn nữa bức tranh đó chỉ là cô vẽ bừa thôi như vậy không hay lắm đâu có gì mà không hay anh trai của tôi đang mở triển lãm tranh tại trung tâm thành phố cô ký tên mình vào tranh tôi giúp cô đem đi bán nếu bán được thì chúng ta chia nhau tám hai cô thấy thế nào tô ngọc liên vũ vỗ ngực tự tin mà nói bức tranh đó, cô đã xem qua rồi. Một bông hoa hồng bị bỏ vào trong cái lồng màu vàng. Mất gốc, thế nhưng đóa hoa vẫn cố gắng nở đỏ rực, không hề héo úa, thậm chí là còn muốn thoát ra khỏi cái lồng. Ý tưởng độc đáo, màu sắc hài hòa, pha một chút hơi hướng cổ điển. Bức tranh này nếu mà được đem bán thì chắc chắn có giá rất cao đây. Lão y y đem bức tranh ra, cô cũng chẳng mong đợi gì quá nhiều. Cuộc triển lãm có giới thượng lưu và rất nhiều danh họa vô kể xét. Bức tranh này tùy tiện, ai mà muốn mua cơ chứ. Nhưng Ngọc Liên hào hứng như vậy cũng không nỡ khiến cho cô ấy buồn giàu. Cô lấy cây cỏ viết lên góc phải ở phía dưới bức tranh chữ Y. Đó là nghệ danh sao? Không sợ bị phát hiện à? Tùng Ngọc Liên cười trêu chọc. Thực tế có rất nhiều người lấy bản chữ alpha làm cái tên chỉ có mỗi chữ y thôi thì làm sao mà phát hiện cơ chứ hơn nữa ngoài tô ngọc liên cô chưa từng vẽ tranh trước mặt người nào tô tiểu thư cao hứng nói tôi kiến nghị nên đặt bức tranh này là cuộc tẩu thoát của đóa hoa hồng xinh đẹp khỏi nanh vuốt của cái lồng biến thái thế nào nghe có oách không không cần đâu tôi nghĩ là cũng không đủ chỗ để ghi cái tên dài như vậy đâu Cứ đặt tên của nó là Hoa trong lồng là được rồi Y Y cười chảy cả nước mắt Tô Ngọc Liên đành phải thuận theo Dù sao thì cô chỉ là người giao hàng thôi Phải nghe lời tác giả mới gọi là tôn trọng chứ Cô đem bức tranh giao cho anh mình Gương mặt buồn rười rượi mà nói Tên em đặt hay như vậy Mà cô ấy không chịu nghe theo Tô mình Hạo gõ vào đầu của em Cuộc triển lãm diễn ra rất thuận lợi, lúc mà Tô Ngọc Liên trên miệng luôn cười không ngớt, thì nhìn thấy cô gái trong nhà kích động chạy đến đưa ra tấm chi phiếu. Lúc này Tô Ngọc Liên trên miệng luôn cười không ngớt, vừa nhìn thấy cô gái trong nhà đã kích động chạy đến đưa một tấm chi phiếu. Tôi đã nói là sẽ bán được giá cao, vậy mà cô còn không tin. Bức tranh đó được mua với giá 150 triệu đó. Ý, ý nghe xong mở to mắt không dám tin cái gì cơ cô làm việc ở nhà phụ vất vả lắm mới có thể dành dụng được một chút tiền bức tranh này cô chỉ vẽ để giết thời gian vậy mà bằng cả năm cô lao động tay chân rồi sao nhìn tấm chi phiếu cảm giác hoang mang đã biến thành niềm vui trong tích tắc cô không sợ con của mình bị đói nữa rồi nhưng chuyện này phần lớn là nhờ tô tiểu thư giúp nếu đem tranh của cô đặt ở bên đường thì ai mà ngó đến cơ chứ Sau này có ý tưởng cô cứ vẽ đi Tôi sẽ giúp cô bán Bảo bố trong bụng cô chắc là sẽ vui lắm đây Cô ở đây cũng không còn ai náy gì nữa Lạc lạc vui vẻ mỉm cười Vậy thì cô cứ giữ lấy tờ chi phiếu này đi Xem như là tôi báo đáp cô đã giúp đỡ tôi Đâu có được chứ Đây là số tiền đầu tiên cô kiếm được cơ mà Cô giữ lấy đi Sau này làm thêm vài tác phẩm Chúng ta hãy chia lợi nhuận với nhau, thế nào?" Tô Ngọc Liên mỉm cười, rồi đưa ra tờ chi phiếu vào tay của Y Y. Giật nhanh đã đến bữa tối, hôm nay cô một mình chuẩn bị xem như là một lời cảm ơn dành cho Tô Tiểu Thơ. Tô Ngọc Liên còn mời cả anh của mình đến, cả ba người ngồi trên cái bàn tròn ở trong phòng bếp vui vẻ nói chuyện. Cho đến khi ra về, Y Y không còn đề phòng mà vui vẻ tiến anh trai của tôi tiểu thơ ra bên ngoài anh tô hôm nay thật sự rất cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi không có gì nếu cô thật sự không có tài thì cho dù là tôi giúp đỡ nữa cũng vô dụng mà thôi anh khiêm tốn nói cũng không quên nhờ cậy nếu như cô muốn cảm ơn tôi thì giúp tôi trong trường tiểu liên vì chuyện của tên họ bạch kia và cha tôi mà gần đây con bé chẳng vui vẻ nổi Tôi hiểu rồi, anh cứ yên tâm Anh không nói gì nữa mà chậm rãi ra về Thật sự là anh có chút không hiểu người bạn này của em gái Anh đã điều tra sơ lược, chẳng có địa vị gì Vậy mà liên liên lại không đề phòng để cho cô ta ở chung trong nhà thế này Nói thật là lúc đầu anh có chút không yên tâm Lỡ đâu cô ta lợi dụng em gái của mình thì sao? Còn bé đã đủ đau khổ về chuyện tình cảm kia rồi. Cũng may là bây giờ mọi chuyện không có gì quá đáng. Nhìn thấy em của mình vui vẻ như vậy, thì biết mắt nhìn người của em gái quả nhiên không tầm thường. Anh cũng yên tâm hơn, không cần thường xuyên đến nơi này, tránh để cha phát hiện ra. Từ đó trở đi, Y Y khi nào có cảm hứng sẽ ngồi trước khung tranh vẽ những gì mà cô yêu thích. Tuy rằng các tác phẩm của cô gần đây không gây được tiếng vang lớn giống như hoa trong lòng, thế nhưng cũng dư giả để cho cô trang trải Thời gian cứ như vậy mà trôi qua rất nhanh Những ngày này Tô Ngọc Liên đã mời bác sĩ và phụ tá đến Bởi vì cô không thể nào đến bệnh viện mà sinh con Cũng may là cô ấy có những người rất đáng để tin cậy Sẽ không để lộ tung tích của Y Y Y Y đang ngồi trước cửa sổ Trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi vuốt về chiếc bụng đã rất to Cô bây giờ đã mang thai được hơn 9 tháng rồi bà bối cũng sắp đến ngày dự sinh, mong rằng con của cô có thể bình an chào đời. Cô vẽ bầu trời đêm tuyệt đẹp, những ngôi sao lấp lánh, vài ngôi sao băng xẹt qua mang theo rất nhiều hy vọng. Bái cỏ ở bên dưới, bóng dáng của một người phụ nữ cùng mái tóc dài đang nằm lấy đôi tay của đứa bé. Hai người cùng nhau ngước mặt lên bầu trời ngắm sao. Mong rằng sau này con sẽ tỏa sáng giống như những ngôi sao trên bầu trời kia. Cô vừa vẽ xong, ngồi sao bằng to đẹp nhất, rồi ký tên của mình. Đặt bút xuống thì bắt đầu cảm thấy đau bụng. Hộ lý nhìn thấy thì nhanh chóng thông báo cho tất cả mọi người. Y Y được đưa vào phòng, cô cảm thấy đau như chết đi sống lại. Vất vả cả một ngày, bảo bối chào đời và một đêm có rất nhiều sao. Tiếng khóc vang dội khiến cho cô sắp ngất liệm cũng phải tỉnh dậy mà mỉm cười. Nước mắt không ngừng rơi xuống nữ hộ lý đưa đến bên cạnh cho cô nhìn mặt con chúc mừng cô là bé trai rất khó khỉnh tô ngọc liên nghe thấy tiếng khóc đang ở bên ngoài cửa sổ sốt ruột đi đi lại lại cũng xông vào nhìn đứa bé còn đỏ hòn đang khóc rất to xung quanh ai ai cũng đều cười vui vẻ y y cô giỏi thật đấy bảo bảo cũng giỏi quá đi chúng ta nên gọi nhóc này là gì đây cô dịu dàng vuốt ve con mà nói gọi là Lạc An. Một đứa trẻ không có cha, thế nhưng lại có đến hai người mẹ là cảm giác như thế nào? Lạc An từ khi sinh ra đã rất dễ nuôi, ăn rất nhiều trắng trèo mập mạp như cái bánh bao. 6 tháng tuổi, tập lật người giống như những người bạn cùng lứa tuổi. Khi đón sinh nhật tròn một tuổi đã có thể đi được rồi. Mái tóc bạch kim, đôi mắt sắc như mãnh thú, giống hệt như là ba của nó. Đúng vậy, giống như đúc. Sau này đi học ở trường trong nước Có khi là một vấn đề rất lớn Làng y y ngồi trên sofa Nhìn con trai của mình đang cầm bút màu Nguyệt ngoạc vẽ vẽ tô tô Hứng thú hỏi Tiểu An con vẽ gì thế Tô Ngọc Liên ngồi bên cạnh chơi game Cũng bị cuốn theo câu chuyện của hai mẹ con Là con chó có đúng không Tiểu An Bà bối lắc đầu phụng phịu mà đáp Không phải đâu Con sư tử mà à ờ ừ, sư tử sao sợ quá cứu tôi với sư tử đáng sợ quá đi tô ngọc liền lấy tay che mặt cố gắng diễn thật tốt để phối hợp với con trai nuôi của mình đưa về phía của mẹ nuôi há miệng ra làm bộ dáng giống như trong bức tranh sư tử đây sợ chưa sợ chưa sợ quá tôi sợ quá rồi nói xong cô gục xuống đất giả vờ ngất đi tô minh hạo bước vào trong nhà nghe thấy mọi người đều rất vui vẻ thì lên tiếng. Tiểu An, chú đem quà đến cho con đây. Lạc An nghe thấy giọng nói của anh thì vui mừng chạy đến giống như con mèo nhỏ chạy lăng xăng dưới chân. Ánh mắt lấp lánh mong chờ món quà lần này chú Hạo mang đến cho. tụi mình Hạo bế cậu nhóc lên, hôn hôn cái má giống như con chuột hamster, sau đó thì mới sao đổ ra. Siêu nhân siêu cấp đây. Oa, con thích quá. Lạc An nhanh chóng bị chinh phục bởi độ hoành tráng của con robot to bằng nửa người của cậu nhóc. Nó nhận lấy rồi chạy đi. Tô Ngọc Liên nhìn bóng dáng bé nhỏ đó thì có chút không vui. Món đồ chú đem đến không lẽ còn vui hơn mẹ nuôi sao? Đổ hai lòng Lạc an. Tô Minh Hạo đi đến ngồi xuống bên cạnh em gái của mình. Còn nhóc này đúng thật là so với tam tiểu thư của Bạch Gia thì tính trẻ con của em cũng chẳng kém là bao nhiêu đâu. Anh đến nhắc em đây, hôm nay đại thọ của lão phu nhân bạch ra đấy. Tô Ngọc Liên nghe xong thì không vui. Cha nói rồi đấy, nếu em không đến, thiếu mới sẽ trực tiếp gọi nhà họ đến đây để mà mở tiệc. Tình thế ép buộc, nếu như không cắn răng mà đến đó, thì tung tích của Y Y sẽ bị lộ mất thôi. Chỉ là một cái yến tiệc thôi mà, nhắm mắt đi cho xong. Đến khi trở về Có thể cùng với Tiểu An bé bỏng chơi robot Căn nhà từ khi mà đón chào thành viên mới Lúc nào cũng ngập tràn Trong tiếng cười nói hạnh phúc Tại tòa nhà cao 36 tầng Ở trung tâm thành phố Một người đàn ông nghiêm nghị Đang đứng chắp tay sau lưng Nhìn ra bầu trời trong xanh bao la bên ngoài Đã gần 2 năm trôi qua Anh cũng đã từ bỏ Thói quen hút thuốc Vì lần đầu tiên gặp nhau Khi anh hút thuốc gương mặt của cô tràn đầy sự ghét bỏ nếu như anh từ bỏ thói quen xấu này thì cô có phần nào giảm bớt hận thù với anh hay không đây anh lúc nào cũng tìm kiếm mỗi lần điện thoại vang lên đều khiến cho anh mong chờ chỉ cần tin tức báo đến đã tìm thấy người anh sẽ lập tức đến đó anh không tin cô đã chết rồi cô chỉ là đang trốn anh mà thôi cho dù thế nào thì anh vẫn tìm kiếm vẫn chờ đợi cô cô không thể nào trốn cả đời được chắc chắn là đang đợi anh từ bỏ hy vọng, sau đó thì mới tìm thời cơ thích hợp mà sao nghĩ đây. Tô Minh Hạo vừa về đến nhà, nhìn thấy cha của mình đang ngồi ở phòng khách, chỉ muốn lướt qua ngay lập tức. Tô Khâm không cho anh đạt mục đích, nhanh chóng lên tiếng. Hôn sự hai bên, hôm nay nhất định phải thành công. Nếu muốn gây cản trở, thì mày bỏ ý định đó ngay đi. Người đàn ông nghe xong thì bàng hoàng, trong ánh mắt toát lên sự giận dữ. Đến lúc này rồi mà ông vẫn không từ bỏ ý định ghê tởm đó sao? Bán đi con gái thì trong lòng ông mới vui vẻ sao? Nghe xong câu đó, ông ta không nói nhiều mà trực tiếp tát tranh một cái. Tao đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản. Nếu mày không muốn thì đừng đến buổi tiệc. Đừng phá hỏng kế hoạch của tao, dày công chuẩn bị, mày hiểu chưa? Nói xong, ông ta nhanh chóng bỏ đi, của mình Hảo lau đi khóe môi dính máu, căm hận nhìn bóng lưng của cha mình cắn răng mà nghĩ tôi sẽ không để yên cho ông được như ý đâu em gái tôi nó là con người chứ không phải là công cụ để cho ông nâng cao địa vị của bản thân cho dù có chết tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ cho tiểu liên của tôi được an toàn từ ngọc liền đi ra ngoài rất sớm lão cha sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này Chắc chắn sẽ lợi dụng nơi đông người Mà tuyên bố hồn ước giữa hai nhà cô phải nhanh chóng có kế hoạch mới được Tô Tiểu Thư làm ra bộ dáng nghiêm túc Sau đó thì chạy đến khóc sướt mướt Ôm lấy cái bánh bao nhỏ vào trong lòng Tiểu An à Con phải ở nhà ngoan ngoãn đấy nhá Đợi mẹ nuôi trở về Sẽ đem cho con con khủng long siêu ngầu luôn Vâng ạ à, con biết rồi Sau khi nghe xong Bảo bối con vui vẻ Hôn lên cái má của Tô Ngọc Liên cô tan chảy, cọ cọ vào cặp má phúng phính vài cái. Nhóc con đáng yêu thế này, tại sao lại là con của tên biến thái đó cơ chứ? Chẳng giống nhau một chút nào cả. Tô tiểu thư ngậm ngùi, ngồi lên chiếc xe, quyết tâm là phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện rồi trở về với con trai nuôi. Tô Minh Hảo gọi điện mãi, nhưng mà không thể nào liên lạc với em gái của mình. Đứng ngồi không yên, anh ta nới lỏng cà vát gấp rút chửi thề chết tiệt con bé này tại sao lại không nghe máy cơ chứ sau một hồi loay hoay anh ta cuối cùng cũng không chờ được nữa nếu như còn kéo dài thì chắc chắn em gái của anh sẽ phải kết hôn với cái tên ác ma kia mất buổi tiệc còn lâu mới diễn ra phải nhanh chóng đến xem con bé thế nào rồi cùng nhau lên kế hoạch mới được anh chạy đến nhà mà không ngờ rằng em mình đã có mặt trong buổi tiệc rồi tụi mình hạo đập cửa nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạc y y cẩn thận quan sát rồi mở cửa ra anh minh hạo tại sao anh lại đến đây y y anh có chuyện gấp tiểu liên đâu rồi anh gọi mãi mà con bé không nghe máy gì cả anh cũng không hề có ý định đi vào trong nhà cả người không tự chủ mà quay lung tung cứ như là bị hỏng rồi ngọc liên đến bữa tiểu rồi lúc nãy đi gấp quá còn quên mang theo điện thoại anh à cái gì cơ? tụi mình học nghe xong thì lập tức vỗ chán. còn nhóc này tự dưng đến sớm như vậy để làm cái gì cơ chứ? không biết đó là cái bẫy hay sao mà còn cố tình chui đầu vào. không được, phải nhanh chóng tìm cách ngăn cản hồn ước khốn kiếp này. yến tiệc này được tổ chức ở biệt thự của bạch phu nhân. những người tham gia đều có máu mặt trong thương trường. tô khâm đứng một bên uống ngụm rượu vang, thì những ánh mắt đã sớm quan sát khắp nơi rồi. Ông ta nhìn thấy con gái của mình đang đứng bên cạnh Bạch dạ phi ưng còn không ngừng nói chuyện Ông ta vô cùng đắc ý Xem ra con bé này đã nghĩ thông suốt rồi đây Hôn sự giữa hai gia đình chắc chắn sẽ thành công Lê Phương Kiều đứng trên sân khấu Được trang hoàng lộng lẫy Tay nâng lên một ly champagne Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian có mặt ở đây cùng tôi chung vui Ly này tôi mời Hôm nay hãy vui vẻ thưởng thức buổi tiệc nha sau khi bà nói xong, Khương Mộc Lâm Doãn đã bước lên bục, trên tay đem theo cái hộp gỗ đàng hương. Đây là tấm lòng của con dâu, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Lê Phương Kiều cũng không khách khí mà mở chiếc hộp ra. Bên trong là một bộ dây chuyền và hoa tai cùng màu xanh, phỉ thúy cực kỳ tinh xảo. Bạch Diệp Phi Yến cũng không chịu thua, đem lên bộ áo khoác may bằng sợi vàng được đính ngọc trai lập lánh. Tiếp theo, những người có mặt trong buổi tiệc đều đem phần quà họ đã dày công chuẩn bị lên sân khấu, mong sau này có thể được bạch ra chiếu cố. Tô khầm lê thân thể nặng nề bước lên, nâng ly rượu hào hứng mà nói. Hôm nay là ngày vui của bạch phu nhân, tôi nghĩ rằng nếu có thêm hỷ sự thì không phải là càng vui hơn hay sao? Hỷ sự mà Tô Tổng muốn nói là... Lê Phương Kiều lịch sự cười. Ông ta giờ đây chỉ muốn mau chóng để cho hai nhà được đính hôn. Có bạch gia hậu thuẫn thì tô gia sẽ giống như con hổ mọc thêm cánh. Món quà mà tôi chuẩn bị đó chính là hôn ước của hai nhà bạch và tô. Khoan đã. Tô Minh Hảo đứng ở trước cửa đại sảnh nhìn thấy cha của mình đang nói ra ý đồ thì không mang đến hình tượng của bản thân. Anh lập tức hét lên rất to khiến cho mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía của anh. Tô Khâm đôi mắt đầy tơ máu, bàn tay đeo năm chiếc nhẫn bằng vàng đến kim cương rất to, cũng nắm chặt lại đầy tức giận. Nơi này quá đông người, ông ta không thể nào khiến cho thằng nghịch tử đó ngậm mồm vào được. Tô Khâm cố gắng kìm nén lửa giận đang sôi lên, bày ra nụ cười gượng gạo. Minh Hảo, cha biết con thương em gái, không nỡ nhìn thấy nó lấy chồng, nhưng mà Tiểu Ngọc Liên sau khi trở thành con dâu của Bạch Gia Con vẫn có thể đến thăm em của con cơ mà Chết tiệt Thằng con trai khốn kiếp này lại dám phá hủy kế hoạch Ông phí công chờ đợi Ông ta đảo mắt lệnh cho người của mình kéo anh ra bên ngoài Nhưng Tô Minh Hảo cũng không phải dạng vừa Anh ta đến nơi này gây cản trở Thì đã sớm có sự chuẩn bị rồi Lập tức chỉ tay người của anh đã xuất hiện Hôn ước này không thể nào thực hiện được lão ta điên tiết thật rồi nhanh chóng ra lệnh mau đưa thiếu gia ra, ra khỏi đây đi thuộc hạ của tô minh hảo thần thủ nhanh nhẹn lập tức đánh gục những người vừa xông đến anh ta vẫn kiên định mà đứng đó tô ngọc liên thấy tình hình có chút không ổn định đứng ra giải vây thế nhưng nhị thiếu gia đã nhanh hơn một bước anh đi đến giữa đám người đang làm loạn trầm tĩnh mà nói chuyện của tôi ra tôi không muốn xen vào nhưng hôm nay là đại tiệc của mẹ tôi bất cứ ai cũng không được gây rối nếu không thì đừng trách tôi độc ác tôi mình hạo nghe xong càng thêm sự vững lập trường nhìn người đàn ông cao ngạo trước mặt không nhượng bộ mà thét lên tôi nói lại một lần nữa hôn sự này tuyệt đối không thể nào tiến hành bạch dạ phi ưng không xứng với em gái của tôi còn im miệng lại cho cha Tô khầm cũng không kém cạnh mà hét lên Bạch phu nhân đứng bên cạnh xua tay Cứ để cậu ta nói đi Tôi thật sự muốn biết Con trai tôi Rốt cuộc là không xứng với tô tiểu thơ Ở điểm nào Ở thành phố này Ai mà không biết quyền thế của bạch dạ ra cơ chứ Dám nói con trai của bà Không xứng đáng sao nếu như không đưa ra được lý do chính đáng thì đừng trách bà không khách khí với tôi ra. Bạch dạ phi long nhìn mọi người bàn tán xôn xao, thở dài, rồi âm thầm ra lệnh cho người của mình bảo vây toàn bộ căn biệt thự. Đề phòng có vài con chuột sẽ lén ra ngoài ăn nói lung tung. Tùng Ngọc Liên nhìn thấy buổi tiệc này bị anh trai của mình làm loạn thì có chút lo lắng. Bây giờ những người ở đây từ lão phu nhân cho đến lão đại hắc bang rồi đến nhị thiếu biến thái đến cả tam tiểu thơ ai cũng đưa ánh mắt giết người về phía của anh trai cô. Nếu như còn nói bậy Thì chẳng có ai cứu được anh ấy nữa Anh à Anh đừng nói lung tung Hôn sự này đã được định từ trước rồi mà Anh tuyệt đối Sẽ không thể nào để cho em Gả cho cái tên ác nhân này Cho dù phải trả cái giá đắt như thế nào đi chăng nữa Bàn tay của anh nắm lại thành quyền Gương mặt cuối cùng nhìn đôi giày da Màu đen bóng loáng Đôi môi cắn chặt Thở một hơi dài rồi hạ quyết tâm đưa người vào đi Bảy dạ phi hương rút con dao Chuẩn bị sẵn trong túi áo Ánh mắt hiện ra một tia tàn nhẫn Ngay cả buổi tiệc của mẹ anh Cũng dám đến gây rối sao Tên khốn kiếp này Nên xuống địa ngục mà sám hối đi Anh từng bước đến gần Người đàn ông họ tô kia Con dao cũng đổ vung lên Theo phương thẳng đứng Chỉ chờ cơ hội hạ xuống Cắm vào trái tim của cái tên Không biết trời cao đất dày là gì này Buông ra, Ánh mắt của anh chuyển sang nơi phát ra âm thanh Con dao trong tay cách 2cm Thì cắm vào ngực của người kia Bây giờ đã dừng lại Anh buông con dao Con dao cũng theo đó mà rơi xuống đất Bạch dạ phi ưng Nhìn người con gái đứng sau tô minh hạo Anh cứng đờ Giống như là một pho tượng Đã gần 2 năm Anh tìm cô khắp nơi gần 2 năm rồi Anh tìm nhiều đến mức mà mất ăn mất ngủ Chỉ mong cô sớm ngày quay trở về Hôm nay là tiệc mừng thọ của mẹ anh Anh tự đủ rằng hôm nay sẽ dành chọn Để mà quên đi cô Cùng chung vui với gia đình Thì cuối cùng cô lại xuất hiện Cứ giống như một giấc mơ vậy Ý ý Tại sao lại Bạch Diệp Phi Yến là người lên tiếng đầu tiên Cô đã cắt đứt liên lạc Với chị từ lâu rồi Bởi vì không muốn anh trai của mình tìm ra sở hở Vậy mà tại sao bây giờ Tự dưng lại xuất hiện Ở nơi này cơ chứ làng y y nghe thấy âm thanh ngọt ngào quen thuộc vang lên cô đưa mắt nhìn thì thấy tam tiểu thơ lúc nãy tô minh hạo đến nhà không thấy tô ngọc liên anh ta tự dưng kéo cô lên xe còn đem theo rất nhiều người nữa cô chẳng biết anh ta đang muốn làm cái gì sau khi mà đến biệt thự to lớn này còn sai người canh chừng cho nên bây giờ cô đã có mặt ở đây thấy phi yến đứng cách mình không xa y y hoảng loạn nhìn khắp nơi Đôi mắt cô mở to hết cỡ Trái tim giống như ngừng đập Khi mà đối diện mình lại là kẻ Mình trốn tránh bấy lâu nay Bạch dạ phi ưng Làng y y bị giữ chặt hai tay Không thể nào xoay người chạy trốn Chỉ đành cúi đầu Mong rằng anh vẫn chưa nhìn thấy mình Tô Minh Hạo Nhìn thấy tên trước mắt mình Không còn bộ dáng cao ngạo Hùng hổ như ban nãy Anh bước đến gần y y Nâng cầm của cô lên Mặc kệ sự phản kháng của cô Nhị thiếu anh có biết cô gái này không Tại sao Anh có thể không biết được cơ chứ Người mà anh vẫn đang ngày đêm Mong đợi chính là cô mà Lặng y Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi Cô bị nắm chặt cầm nhỏ Chỉ muốn né tránh bàn tay Thế nhưng vẫn bị ép buộc Để lộ ra gương mặt cho mọi người nhìn thấy Chỉ có thể nhắm mắt Và thầm cầu nguyện mà thôi Người đàn ông không có phản ứng gì cả Chắc là đã sớm buông tha cho cô rồi. Nếu không thì với tính tình tàn ác đã ăn sẵn vào trong máu, có lẽ bây giờ đã đi đến nhốt cô lại chờ xử lý rồi. Mọi người xung quanh chẳng biết cô gái này rốt cuộc là ai, chỉ có thể hỏi han nhau, nhưng ai cũng đều hiện ra dấu hỏi chấm thật to ở trên mặt. Tùng Ngọc Liên nhìn thấy y y, cuối không còn giữ được bình tĩnh nữa, ném ly rượu trong tay xuống đất rồi chạy đến nắm lấy tay áo của anh trai. Anh à, anh làm cái gì thế? Anh có biết là chuyện anh làm khủng khiếp như thế nào không? Tụi mình Hạo bỏ bàn tay đang giữ chặt y y ra, nhìn em gái của mình, sau đó thì nhìn sang cha mình đang đứng đằng xa, tức giận đỏ mặt. Rồi lại nhìn tất cả những người có mặt ở đây, rõng dạc mà nói. Cô gái đang đứng phía sau tôi, hai năm trước, đã cùng với nhị thiếu gia có quan hệ tình cảm. Xung quanh bắt đầu vang lên những giọng nói bàn tán. Y sợ hãi, muốn vùng chạy đi nhưng cô không làm gì được cả, chỉ có thể cắn môi dưới, cúi đầu không để cho ai nhìn thấy mình. Mà Bạch Dạ Phi Ơn lúc này vẫn đứng yên, không hề có một chút hành động gì. Tô Khâm nghe thấy lời con trai mình nói, ông ta cười lớn. Đàn ông lúc trẻ ai mà chẳng từng phong lưu chứ? Con vì chuyện này mà muốn cản trở hạnh phúc của em gái Không thấy nực cười lắm sao Anh à Anh làm ơn dừng lại đi mà Tô Ngọc Liên rơm rớm nước mắt lay lay cánh tay của anh trai mình Anh ta giờ đây Trong đầu toàn hiện ra cảnh Em gái của mình Sau khi gả sang bạch ra Phải chịu uất thức tủi nhục Nhắm mắt nói với cha Chỉ như vậy thôi sao Tô lão già nhíu mày không hiểu gì nhưng mà Lạc Y Y nghe xong câu nào đó Cô không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn được nữa Cô đưa ánh mắt tràn đầy sự tức giận Hướng về người đàn ông đang nói mà gào lên Tô Minh Hảo Anh im miệng cho tôi bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng đưa lên Cô dãy rủa muốn ngăn cản Liền bị người đang giữ chặt lấy mình Nắm cái gáy Cô im lặng một chút đi Y Y kêu đau Nước mắt tuôn trào Chỉ một giây sau đó Tên kia đã bị đá bay vào tường Bàn tay rắn chắc ôm lấy eo Gương mặt cô tựa vào lồng ngực to lớn Đến khi ngừng đầu lên Cô nhìn thấy gương mặt của anh Hiện ra trong càng tắc Cô đẩy anh ra Muốn chạy đến chỗ của Phi Yến Chạy đến nơi cách Tô Minh Hảo không xa Thế nhưng cô đã bị nắm lại Bỏ ra Bỏ tôi ra Cô trốn tránh ánh mắt Chỉ có thể nói ra ý của mình một điều chẳng ngờ đó chính là người đàn ông cho dù luyến tiếc vẫn nghe theo lời cô buông đôi tay bé nhỏ của cô ra cô sợ hãi muốn chạy chỉ là khi mà cô nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đang được đưa vào thì cô đứng yên gương mặt hiện ra vẻ đau lòng cắn môi cô nén những giọt nước mắt đang tích tụ trong hốc mắt người đàn ông ôm cô vào trong lòng an ủi nhưng sợ cô lại biến mất hướng mắt nhìn theo phía mà cô đang nhìn chuyện gì có thể khiến cho cô đau lòng như vậy chứ nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ nhưng vẫn toát ra khí chất bất phàm xuất hiện anh lại đứng hình thêm một lần nữa nhân lúc ác ma không để ý lạc y, y chạy đến ôm lấy con trai của mình vào trong lòng đôi tay của cô run rẩy cả người không còn chút sức lực nào thế nhưng vẫn bế lạc an lên đây là con của cô bất cứ ai cũng đừng hòng đem con của cô rồi đi lạc an nhìn thấy mắt của mẹ mình thì đau lòng đến thương tâm, nước mắt chảy ra không ngừng. Nhưng mà chỉ tiếc là thằng bé còn quá nhỏ, không thể nào hiểu được những chuyện phức tạp. Nó đưa tay, lau đi những giọt nước mắt trên mặt của mẹ, còn không quên nói vài tiếng. Mẹ ơi, mẹ khóc xấu lắm. Chuyện này là thế nào chứ? Cậu nhóc này và nhị thiếu gia giống hệt nhau, giống như là một bản sao vậy. Chẳng lẽ khắp đại sảnh đều nghe được tiếng mọi người bàn luận rất xôn nổi. Lạc Y Y càng thêm sợ hãi, ôm lấy bảo bối dần dần lùi về sau. Thể như mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về phía cô cô, cho dù cô có cố gắng cũng không thể nào rời khỏi đây được nữa rồi. Người đàn ông vẫn đang đứng im, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, không biết phải tiêu hóa như thế nào. Lê Phương Kiều nhìn thấy đứa bé đang được cô bế trên tay, thì có chút kích động từ trên khán đài đi đến gần mà nói đây đứa bé này đây là con của tôi lạc y y nhanh chóng cướp lời cô ôm chặt lấy lạc an vào trong lòng nước mắt không ngừng rơi cô không thể nào tin tưởng bất kỳ ai ở đây nữa bọn họ đều muốn cướp con của cô đi nơi này không có một chút kẽ hở nào làm sao mà cô có thể thoát ra khỏi cơ chứ Tô Khẩm lúc này vẫn đang kiên trì bám víu. Ông ta đi đến rồi chỉ vào Y Y cùng đứa bé mà cô đang ôm. Chỉ dựa vào cô ta và đứa tạp chủng này lại muốn ngăn cản hôn sự đã định từ trước sao? Mình hạo, con... Tô Tổ Tổng, ông nên chú ý lời nói nếu vẫn còn yêu quý cái mạng sống của mình. Ông gọi ai là tạp chủng đấy? Bạch dạ phi long lúc này đứng trước mặt của ông ta mà lên tiếng Mồ hôi toát ra đầm đìa Thế nhưng ông ta vẫn không thể nào bỏ qua Món lợi béo bở trước mắt mình Thì làm sao có thể chứng minh được chứ Làm sao mà chứng minh Đây là con cháu của Bạch Gia đấy Vậy thì cứ xét nghiệm ADN đi Để mọi chuyện được sáng tỏ Tổ mình Hảo càng thêm chắc chắn Mà nói ra câu đó Thôi thì gỡ gạt bao nhiêu hay bấy nhiêu Tôi khẩm nói tiếp tôi thấy đứa bé có là con của bạch tổng cũng không ảnh hưởng gì đến mối lương duyên của hai gia đình ngọc liên nó cũng rất thích con nít sẽ không có chuyện ông ta còn chưa nói xong đã thấy lê phương kiều lắc đầu cho dù có phải hay là không phải con của con trai bà thì cũng đâu còn quan trọng khi mà người nó mong ngóng đã xuất hiện rồi hôn sự lần này cho dù có muốn cũng không thành được Hướng chê, theo như bà quan sát thì cả con trai bà và đứa bé Ngọc Liên này cũng không muốn thực hiện hôn ước kia. Tô Khâm không nói thêm được gì nữa, tức giận bỏ đi. Lúc đi ngang qua, người Tô Minh Hảo tiện thể nói với con trai. Mày đừng bao giờ trở về nhà tao nữa. Anh ta không quan tâm, chỉ kéo em gái của mình đi ra bên ngoài. Tô Ngọc Liên nhìn y y bị đám đông vây quanh, không màng gì nữa mà nhanh chóng hất tay anh trai của mình rồi lao đến chắn trước mặt của y y cô ấy là do tôi bắt đi muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến của tôi đã tiểu liên em điên rồi sao tôi mình hạo gào lên khó khăn lắm anh mới có thể giải trừ được hôn sự mà không gây tổn hại gì cho em gái vậy mà đứa em ngốc nghếch này lại ở trước mặt nhiều người tuyên bố mình là người bắt y y đi vậy ra làm sao có thể tha thứ cơ chứ cô quay sang nhìn anh trai rồi lại quay đi anh đã mất hết lý trí không mang đến sự an nguy của y y và tiểu bảo bối vậy thì cô cũng không cần suy nghĩ nhiều cho anh nữa tội lỗi của anh trai cũng bắt nguồn từ sự yêu thương đối với cô thôi nên để cô gánh một phần trách nhiệm đi y y chúng ta cùng nhau về nhà thôi chỉ đi được vài bước thì cô đã bị bảo vệ ngăn cản rồi Tô Ngọc Liên che chắn trước mặt, phía sau lại chẳng thể nào ngăn họ tiến đến gần. Lạc An thì chẳng hiểu gì, có chút cao hứng, bởi vì tình tiết này giống hệt như trong bộ phim siêu anh hùng bị quái vật vây xung quanh mà bé đã xem hôm qua. Cậu bé hào hứng vùng nắm đấm nhỏ, đánh bại người xấu, đánh bại người xấu thôi. Lạc Y vừa buồn cười lại vừa thương tâm. Cô lúc nào cũng mong con trai của mình có thể vui vẻ đối đầu với mọi nghịch cảnh. Nhưng cái này thì lạc quan quá đáng rồi, con trai của mẹ. Tô Ngọc Liên nhanh chóng bị tách ra khỏi cô. Lạc Y Y biết rằng đằng nào thì cô cũng không thể nào thoát được. Người bảo vệ duy nhất đã bị đưa đi. Cô chẳng biết phải làm cái gì nữa. Cô giống như con mèo nhỏ bị đám thú hoang dồn vào đường cùng. Lúc này đây, Lâm Doãn đi đến mang theo 10 phần hòa nhã Y y, tình huống bây giờ nếu không kiểm tra huyết thống thì mọi chuyện càng dối rắm hơn. Cô hãy bình tĩnh đi, không sao đâu. Là y y bây giờ có thể tin tưởng được sao? Cô chỉ cảm thấy họ đang muốn cướp con trai ra khỏi cô mà thôi. Cô nhanh chóng lắc đầu, nước mắt đã rơi xuống. Không cần, đây là con của tôi. Lạc An lại quay sang lau nước mắt cho mẹ. Mẹ ơi, mít ướt là xấu đấy ạ. À? nhìn thấy lâm doãn càng ngày càng tiến sát nước mắt của cô rơi lạ chã tuyệt lực lắc đầu đến khi mà cô ấy đến bên cạnh ôm lấy con trai y vẫn đang cố ôm chặt con vào trong lòng lạc an khó thở liền kêu lên vài cái cô cũng đau lòng mà bu lòng ra lâm doãn nắm bắt thời cơ lại thêm họ có thế mạnh là người đông chẳng mấy chốc mà con trai đã không còn ở trong vòng tay của cô nữa rồi lạc y đau lòng mà gào lên không được mau trả cho tôi trả con cho tôi đừng mà cô muốn xông đến chỗ con của mình thế nhưng đã bị mau vây chặt chẽ bà bối bé bỏng thấy mẹ của mình la hét thì cũng không nhịn được mà khóc rất to đòi mẹ nhìn lầm doãn ôm con rửa đi cô vô cùng hoảng sợ lại bị người làm trong đây đưa vào căn phòng gần đó và bị khóa cửa lại mở cửa ra mở cửa ra cho tôi đừng mà tôi xin các người Tôi cầu xin các người mở cửa ra Đó là con trai của tôi Cô đập cửa bất chấp Chỉ muốn thoát khỏi nơi này để tìm con trai Nhưng dường như cái cửa này Cũng giống như những người ở đây Cứ muốn chống đối cô đến tận cùng Cô lảo đảo lùi về sau Mật đi toàn bộ sức lực Ngồi xuống đất gục mặt lên đầu gối Mà khóc to Miệng không quên nhắc đến con trai mau trả con cho tôi Nó và bạch ra không có liên quan gì cả Họ làm xét nghiệm rồi thế nào cũng sẽ biết tiểu an là con của người đàn ông kia họ sẽ đem nó đi không cho cô gặp mặt nữa lúc đó cô phải làm sao đây cô bây giờ chỉ có một mình nó không còn hy vọng nữa rồi con của cô bảo bối của cô một bàn tay bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy đáng thương của cô cô ngẩng đầu lên thấy bờ vai đối phương vô cùng rắn chắc đừng khóc nữa rồi đến khi nghe được âm thanh đó cô liền nhanh chóng vùng vẫy lùi về đằng sau có chết cô cũng sẽ không quên đi giọng nói này đâu bạch dạ phi âu nhìn thấy cô bị đưa vào trong phòng cuối cùng thì cũng tỉnh táo anh bước vào thấy cô đang yếu ớt ôm lấy cơ thể của mình ngồi khóc rất to anh chỉ muốn đến an ủi cô thôi vậy mà không ngờ cô lại né tránh anh giống như tránh tả anh không muốn cô sợ hãi rồi lại tiếp tục bỏ trốn chỉ đành ngồi quỳ ở đó Lạc y y nhìn thấy anh bất động Thì cũng không buông lơi sự phòng bị Lùi về sau đến khi mà đụng vào tường Không còn đường nữa mới miễn cưỡng ngồi xuống Anh tiếp tục lên tiếng an ủi cô Em đừng lo Con em sẽ không gặp nguy hiểm gì cả Anh có thể đảm bảo Tiểu An tất nhiên là không gặp vấn đề gì rồi Bởi vì nó đang chảy trong người dòng máu của Bạch Gia Người bất lợi chỉ có cô mà thôi sau khi bọn họ biết Tiểu An là con của Phi ưng thì cô chắc chắn sẽ bị đuổi đi. Cũng sẽ không còn cơ hội mà gặp lại con trai. Nghĩ đến đó mà cô càng khóc to hơn. Người đàn ông cố nén cảm giác đau lòng ngồi yên quan sát. Y y của anh tóc đã dài hơn, ngược mặt lại càng thêm đằm thắm xinh đẹp. Cô vẫn xinh đẹp giống như trước, giống như trong ký ức của anh. Cô còn có da thịt hơn. Tô Ngọc Liên xem ra cũng được xử với cô rất tốt. Căn phòng này không có cửa sổ, lối ra thì được canh giữ. Trong phòng có thêm tìm ác ma. Cô căn bản không thể nào rời khỏi đây. Từ nãy đến giờ, anh luôn nhìn cô không rời mắt, cho chắn đang canh chừng cô rồi. Cô căng thẳng co xuống người, không dám cử động, đến khi mà Phi Yến mở cửa đi vào, cô mới thả lòng mà đứng lên. Anh hai, tại sao anh lại ngồi đây? bạch diệp phi yến nhìn bóng lưng to giống như con gấu suýt nữa bị dọa cho sợ đến ngất đi chẳng lẽ anh đang định bắt người ta về để trừng phạt sao cô nhanh chóng đi vào y y nhìn thấy thì chạy đến nép phía sau lưng của phi yến muốn trốn thoát ánh mắt đáng sợ kia anh chắn trước cửa mà trưởng mắt em định đưa cô ấy đi đâu chứ mẹ nói muốn gặp chị ấy tại sao anh không đi xem thử con trai của mình thế nào đi Tam tiểu thư vẫn đang che chắn rất tốt Làng y y nghe xong câu nói đó Thì bất lực nhắm mắt Quả nhiên bọn họ xét nghiệm xong rồi Đang muốn đưa cô đến chỗ phu nhân Để bà xử lý đây Bạch diêu Phi Yến nắm lấy tay cô Đi ra bên ngoài Còn anh thì giống như âm hồn bất tán Mà đi theo Cô sợ đến mức tay nắm chặt lấy Phi Yến Mong rằng cô ấy đừng buông tay mình ra Mới có thể yên tâm phần nào Tạm tiểu thư mở cửa nói với Y Y Chỉ có mẹ em thôi Chị yên tâm Không ai có thể tước đoạt quyền làm mẹ của chị đâu Căn phòng được trang trí Bằng những vật dụng có giá trị liên thành Có một bàn trà nhỏ Giữa đám hoa ngát hương Bạch phu nhân đang ngồi ở đó Cô bước chân vào Đôi chân cô vô cùng nặng nề lê lết Chẳng biết tiếp theo sẽ có chuyện gì Xảy ra với cô đây nếu bà ta thật sự muốn cô rời khỏi nơi này mãi mãi, không bao giờ được gặp lại Tiểu An, thì cô sẽ xử lý thế nào đây? Cô không có năng lực để mà đấu đá với gia tộc lớn giống Bạch Dạ. Y Y hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi bước đến ngồi đối diện người phụ nữ. Bà đang uống trà, cũng chẳng gấp gáp công kích, cô căng thẳng đến toát mồ hôi. Mấy năm nay còn vất vả rồi. Nghe thấy câu nói của bà, cô ngạc nhiên vô cùng Cứ tưởng rằng bà sẽ đưa tiền để bịt miệng Rồi đuổi cô đi khuất mắt Thế nhưng mà trong lời nói hoàn toàn Không có lấy một điểm mỉa mai Giọng nói mềm mại thường xót Như muốn an ủi cô Đây là bạch phu nhân mà cô từng biết sao Cô nên trả lời thế nào đây Cô nói rằng Tô Tiểu Thơ chăm sóc cho cô rất tốt Vậy thì có thể khiến cho Tô Tiểu thư rơi vào trong tình huống bất lợi không Chuyện năm xưa dù có thể đem con đi nhưng vẫn mặc kệ để con bị phi ưng nuốt lại lúc nào cũng khiến cho ta cảm thấy rất ai náy mấy năm nay ta luôn muốn tìm con nói lời xin lỗi không ngờ chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này lê phương kiều cười khổ mà nói với cô cả mấy câu liền làng y y cũng không biết phải trả lời bà thế nào nữa cô từng rất căm ghét bởi vì bà nói lời mà không giữ lời nhưng sau khi sinh tiểu an ra cô đã phần nào hiểu được nỗi sợ khi đánh mất con trai của chính mình sinh ra dù mọi chuyện cũng đã qua rồi bây giờ nhắc lại cũng chỉ thêm đau lòng có thể cho ta biết tên của đứa bé được không cô nhìn bà rồi nhẹ nhàng cười nói lạc an thằng bé tên là lạc an cô muốn con của cô có thể cả đời bình an chỉ cần con khỏe mạnh khôn lớn Thì cô có thể yên tâm rồi Lê Phương Kiều mỉm cười hạnh phúc Những năm con ra đi Ta đã đón mẹ con về chăm sóc Cùng ngày đến đây Thì nước mắt đã không thể nào kiềm chế được Mà rơi xuống Đã hơn 2 năm cô không được gặp mẹ Cũng chẳng biết bà thế nào Có khỏe không Ăn uống đầy đủ hay là lại bỏ bữa Nếu con muốn Thì có thể đi gặp bất cứ lúc nào nhưng tình hình con lúc này Ta nghĩ rằng ngày mai hãy đi gặp Con có thể gặp mẹ được sao Sao lại không chứ Đó là mẹ của con cơ mà Bà ấy không thích náo nhiệt Ta đã sắp xếp căn nhà ở Hoa Viên Cho bà ấy ở rồi Đây cũng chính là việc làm duy nhất Bà có thể làm để bù đắp cho cô Năm xưa Bà đã điều tra và biết được rằng mẹ cô sống bên Mỹ Không được chăm sóc kỹ lưỡng Tình hình chuyển biến xấu đi may mà bà đến kịp thời đưa mẹ cô về đây để chăm sóc. Làng Y Y cứ nghĩ rằng phu nhân sẽ đem mẹ mình ra để uy hiếp, nhưng cô nghĩ lại thì lại thấy rằng có thể gây ra sóng gió gì cho cô nữa chứ. Lê Phương Kiều đắn đo hồi lâu mới mở lời mà nói: Ta nghĩ con cũng hiểu gia tộc lớn rất quan trọng huyết thống. Tiểu An lại là con cháu của bạch gia, nó không thể nào rời khỏi nơi này. Hơn nữa. Lúc này đã có rất nhiều người biết được thân phận của thằng bé. Nếu một trong số khách mời có kẻ không an phận thì Tiểu An rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Khi bị đưa đến nơi này, cô đã biết chắc rằng mình không thể nào dễ dàng đưa con trai rời khỏi đây. Nhưng cô không muốn tin vào thực tế phũ phàng. Giờ đây, nghe nói rằng Tiểu An có thể gặp nguy hiểm, lặng y y hoàn toàn chết tâm. Có lẽ, đây chỉ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy con trai của mình. Lê Phương Kiều đưa tách trà nóng đến trước mặt của cô. Đứng ở cương vị của một người làm mẹ, bà tất nhiên hiểu rõ cô gái đối diện bà đang nghĩ cái gì. Con muốn nuôi dạy Tiểu An thì chỉ có một cách, đó chính là con phải ở lại đây. Nếu con muốn rời khỏi thì con cứ yên tâm, lần này ta nhất định sẽ giúp đỡ hết sức. Hợp đồng của chúng ta khi xưa ta đã hủy rồi, và bây giờ nó đã chẳng có chút hiệu lực nào nữa rồi Lạc An là sinh mạng của cô Nếu rời xa thằng bé Cô thả chết còn hơn Nhưng mà cô cũng không muốn ở nơi này Tên ác ma đó chắc chắn Sẽ lại tiếp tục tra tấn cô mỗi ngày Cô phải làm gì bây giờ đây Những vị khách tham gia bữa tiệc Đã được lão đại hắc bang Phái người đưa về Nhưng mà trước đó anh đã đe dọa một ven Khiến cho ai nấy đều sợ phát khiếp chuyện của em trai anh mà có con bị lộ ra bên ngoài chắc chắn sẽ được lên trang nhất mà thôi. Bạch phu nhân và Y Y từ trong phòng bước ra, lúc này ở đại sảnh đã chẳng còn ai cả. Bạch dạo Phi ương đứng đó không xa, ánh mắt dính chặt vào cô gái bé nhỏ đang đứng sau lưng của mẹ mình. Lâm Doãn cùng chồng mình đang ngồi trên ghế sofa, Tiểu An thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chơi rút gỗ với Phi Yến. Cô thở vào nhẹ nhõm. Lê Phương Kiều nắm lấy tay của cô rồi dõng dạc tuyên bố. Từ hôm nay, Làng Y Y sẽ ở nơi này với tư cách là khách. Các con nếu như có ý muốn bắt nạt con bé thì từ bỏ đi. Nghe xong câu này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía của nhị thiếu gia. Người đàn ông nhíu mày muốn hỏi, các người nhìn tôi như vậy là có ý gì cơ chứ? Bạch Diệp Phi Yến nhảy cẫng lên rồi phóng thẳng đến chỗ của Y Y vui vẻ nắm tay. Tốt quá rồi, chị à. Sau này nếu nhớ chị, em có thể đến nhà mẹ rồi. Chúng ta cùng nhau đi mua sắm có được không? Không được. Bạch Dạ Phi Ưng lên tiếng. Cho cô ở đây để tiện về trốn thoát hay gì? Còn lâu anh mới đồng ý nha. Anh hai, chị ấy dù sao thì cũng là mẹ của Tiểu An. Ở lại đây có gì mà không tốt đâu. Bạch Diệp Phi Yến ôm lấy cô, chất vấn anh trai của mình. Y Y buồn rười rượi. Quả nhiên là anh sẽ không cho cô gặp con trai của mình. Thằng bé là con của anh, tất nhiên phải ở nhà của anh rồi. Cối là mẹ, làm sao có thể ở đây được? Nếu Tiểu An muốn gặp mẹ thì phải làm sao? Đưa cô ấy trở về nhà chính. Anh nhìn cô kiên định đưa ra chủ ý của mình. Vậy là anh lại định nuốt cô vào nhà thêm một lần nữa sao? Đến đó thì khác gì Cô tự tìm cái chết cơ chứ Nhưng mà Tiểu An Cô không muốn rời xa con trai của mình Ngoài đi về cùng anh Thì không còn cách nào nữa sao Ánh mắt của cô rũ xuống Hào mi dài cũng bắt đầu nặng chịu Từ nãy đến giờ ngoài khóc ra Cô chẳng làm được gì Cô đời của cô chẳng lẽ Lại một lần nữa để cho người ta sắp đặt xong Nhìn Tiểu An ngây thơ Đang bận rộn với những khúc gỗ nhỏ Sổ mũi cô bắt đầu cay cay bảo bố chắc chắn sẽ được sống sung sướng không phải lo về cái ăn cái mặc nhưng mà cô cô muốn ở bên cạnh con phải tuân theo mọi mệnh lệnh mà người kia đưa ra sao? không thể nào làm trái giống như năm xưa lê phương kiều ngăn cản con gái của mình đặt tay lên vai của tam tiểu thơ rồi hướng ánh mắt về phía con trai muốn đưa khách của mẹ về thì phải mang em gái con theo cùng để con bé dọn đêm đó đi Bạch Dạ Phi ưng nhớ mày, như vậy thì có khác gì dẫn sói vào nuôi trong nhà không cơ chứ? Tam tiểu thư nghe thấy mẹ nói như vậy thì sướng điên lên, hướng về phía anh trai của mình, bày ra vẻ mặt khiêu khích. Bạch Dạ Phi Long ngồi trên ghế đang cố gắng nén cười. Mọi chuyện xem ra mới bắt đầu thú vị đây. Em trai ngang bướng này lúc đầu chỉ có Phi Long là không ưa, bây giờ đều bị mọi người trong nhà ghét bỏ rồi. Nghị thiếu gia đối với yêu cầu này Cho dù không muốn Thì cũng đành miễn cưỡng chấp nhận Bạch phu nhân vỗ vỗ lên vai Của y y mà động viên Con cứ yên tâm nhé Có phi yến ở bên cạnh Thì con trai ta không dám ngược đại con đâu Ngày mai Hãy cùng tiểu an trở về đây Chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm mẹ con Dạ vâng Con thật sự cảm ơn người Cuộc đời này Cô được gặp lại mẹ đến cả con trai cũng không bị đoạt đi thì đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Bạch Dạ Phi Ưng ra xe rồi lịch thiệp mở cửa. Ai ngờ đâu em mình lại bay đến như tên lửa đẩy anh vào trong rồi ngồi sang bên cạnh. Sau khi đã ổn định, làng Y Y mới bồng bào bào bước ra. Tam tiểu thư vui vẻ ngắc ngoắc tay. Y Y, mau vào đây. Kết quả, anh muốn ngồi cạnh cô lại thành ngồi cạnh em gái mình. Còn nhóc này, sau khi về nhà, có nên nuốt vào trong kho chứa đồ một đêm hay không đây? Bạch dạ phi ưng bực dọc ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Trên đường về nhà, anh cứ giống như là một người dư thừa. Chẳng ai thèm đoái hoài đến, chỉ có thể chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng Bạch Diệp Phi Yến sẽ nhếch môi thầm nghĩ. Muốn ngồi gần chị Y Y sao? Có em ở đây, anh đừng có mà mơ đi con đường đi vào biệt thự bây giờ so với trước kia đã được trồng hoa hai bên phía trên được dựng mái vòm nhìn rất dễ chịu lại hòa hợp với thiên nhiên tiểu an nhìn ra bên ngoài cửa sổ thích thú tròn mắt hoa 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 đẹp ghê nếu tiểu an thích thì ngày nào cô cũng đưa con đi ngắm hoa có được không phi yến vỗ vỗ cái mông nhỏ xíu xinh xinh kích động mà nói với tiểu an cháu của cô Tại sao có thể đáng yêu đến như thế này chứ Nhị thiếu gia Nhìn đứa bé đang hứng thú vui cười Cảm thấy cuộc sống này Thật sự là quá kỳ diệu Cô đã trở về Anh đủ vui mừng rồi Không ngờ cô lại sinh cho anh Một nhóc tỳ khó khỉnh Đúng là có vài phần giống với anh lúc nhỏ Nhưng lại năng động vô tư hơn anh Bạch dạng phi ưng từ trước đến nay Không thích con nít Cảm thấy chúng ồn ào phiền phức Thế nhưng đứa trẻ được cô và anh tạo nên Xem ra không tệ nha Đài phun nước khi xưa Bây giờ được xây dựng rộng hơn Bên trong còn có cả hoa Và cá nữa Giữa hồ nước có con báo Đang ướt sũng gặp một con cá Nhìn thấy cái xe quen thuộc Thì nó vậy vậy đuôi Bạch Diệp Phi Yến bế Tiểu An xuống Rồi chỉ mà nói Tiểu An đây là con gì thế Lạc An chưa bao giờ nhìn thấy động vật nào ở ngoài đời to lớn như thế này nhưng mà cũng học được tên của các động vật ở trên tv rồi cậu bé ngoài người ra muốn sờ thử trên miệng vui vẻ trả lời con con báo trắng trắng tam tiểu thư vui vui xoa đầu cháu của mình tiểu an thông minh quá đi đó chính là trắng trắng nha con báo nhà cá ở trong miệng phóng ra khỏi hồ đi đến vì Yến sợ nó còn chưa quen Sẽ dọa cho tiểu an sợ hãi Bế thằng bé lên Nhưng mà nhóc tì thì cứ muốn sờ con báo Chẳng có chút gì gọi là sợ hãi cả Nó ngửi ngửi Cái chân nhỏ của bánh bao trước mặt Không lâu sau thì bỏ đi Tiến đến gần y y Đảo vài vòng xung quanh cơ thể mềm mại Dường như là nhận ra điều gì đó thân thiết Thế nên cọ cọ cái đầu to Vào tay của y y Đã gần 2 năm vậy mà nó vẫn chưa quên cô làng y mỉm cười xoa đầu của nó trắng trắng vào đại sảnh nơi này vẫn chẳng có gì thay đổi nhưng màu sắc thì tươi sáng hơn rồi trên trần còn tô một màu xanh dịu nhẹ vẽ thêm vài đám mây bồng bềnh nữa tiểu an nghịch ngợm vùng vẫy phỉ yến không còn cách nào khác đành phải bỏ thằng bé xuống nhóc con chạy loạn khắp nơi thích thú tràn đầy trên gương mặt nhỏ còn không khách khí Mà leo lên sofa nhún nhảy Mềm quá, vui quá Thích như vậy sao Vậy thì cô cũng phải thử mới được Bạch Diệp Phi Yến nói rồi Thì điềm nhiên phóng lên nhảy cùng cháu Bạch Dạ Phi Ương lắc đầu Em đừng có mà dạy hư thằng bé Nói xong Anh đến bên ghế quỳ xuống Tiểu An ngoan Ba bồng con đi xem khủng long nha Nghe đến có khủng long đôi mắt của bé sáng hơn cả vì sao trên trời gật đầu lia lịa nhảy lên ôm chầm lấy anh bạch dạ phi ương ôm lấy bản sao bé nhỏ của mình đi lên trên tầng đôi mắt nhu tình như sóng nhìn y y đang căng thẳng đi phía sau anh đưa con đi xem phòng riêng em muốn đi đâu thì cứ đi đi ý anh là cô có thể rời khỏi đây sao làm sao cô có thể bỏ con được cơ chứ anh thừa biết như vậy mà còn nói đang muốn cảnh cáo cô nên an phận ở đây sao? Trong mắt lão y y, bạch dạ phi ưng đã hóa thành ác ma rồi. Cô cứ nghĩ lời anh nói chắc chắn có hàm ý sâu xa. Khổ thần nhị thiếu gia chỉ muốn cô đi tham quan biệt thự thôi mà. Hơn một năm cô rồi đi, anh đã sửa sang lại nơi này rất nhiều, làm sao cho phù hợp với sở thích của cô nhất. Anh mong rằng có một ngày cô trở về sẽ thoải mái hơn lặng y sợ hãi nhưng vẫn cứng đầu đi đằng sau Anh ôm bảo bối Thấy người phía sau dường như là không có ý định rời đi Khóe miệng cong lên nở ra nụ cười Có lẽ không phải là muốn ở bên cạnh anh Chỉ là không muốn rời xa con trai của mình thôi Nhưng như vậy cũng chẳng sao Chỉ cần cô đồng ý ở lại Không yêu anh cũng chẳng sao cả Anh có thể chờ Anh sẽ đợi cô bằng được thì thôi Căn biệt thự trong trí nhớ của cô không trang trí nội thất màu đen thì trên tường cũng được sơn màu xám. Do tiểu bảo, thế nên em đã cho người sơn lại sao? Không thể nào, cô không ngửi được mùi sơn mới thì chắc chắn đã được làm từ lâu rồi. Bạch Diệp Phi Yến đi đằng sau, thấy cô cứ nhìn đông nhìn tây nghĩ rằng cô đang lo lắng thì thân mật khoác vai thì thầm. Chị yên tâm, có em ở đây rồi, sẽ không để cho ông anh xấu xa kia bắt nạt chị đâu căn phòng màu xanh dương có vẽ các loài cá ở trên tường ở giữa phòng đặt một cái cầu trượt hình khủng long thật to cùng nhiều món đồ chơi vẫn còn nguyên trong hộp lúc nãy vẫn còn chưa có kết quả xét nghiệm anh đã cho người sửa soạn sẵn rồi lạc an vui vẻ trèo lên rồi trượt xuống một đường rất mượt mà nhọc con còn vui vẻ đi về phía của mẹ mình với tay của mẹ cười khúc khích mẹ ơi vui quá Lạc y y ngồi xổm xuống Xoa xoa má con trai Con cứ chơi tiếp đi Đây chính là lần đầu tiên Anh nhìn thấy cô cười hạnh phúc đến như vậy Những lần cô cười trước mặt anh Chỉ là cong khóe môi Chẳng được tính là cười luôn Bây giờ từng cử chỉ, từng lời nói Đều toát lên vẻ dịu dàng Mấy năm nay nuôi dạy con Chắc chắn là cực khổ lắm đây Lúc cô sinh con có đau đớn lắm không? ai cũng nói rằng cơn đau lúc sinh nở giống như xương sườn bị bẻ gãy rồi bị xe cán qua sau khi thuốc gây tê hết hiệu lực thì còn kinh khủng hơn lúc mang thai bảo bảo có từng bị trầm cảm không có cảm thấy út đức hay là buồn tủi gì không lạc ăn nắm lấy tay của cô kéo đến đông đồ chơi cao như núi chỉ vào mà nói bóc bóc qua cô không biết phải làm cái gì dù sao thì tùy ý quá cũng không tốt. Huống chi nơi này đâu phải là nơi muốn làm gì thì làm. Bạch Diệp Phi Yến nghe thấy tiểu bảo muốn mở đồ chơi thì hào hứng không kém mà chạy đến chung vui. Tiểu An ngoan, con muốn bóc cái nào? Cái này hay là cái này? Hay là chúng ta mở ra hết đi, để cô út giúp con nha. Hoan hô, cô út số một. Sau khi lấy lòng ôm ôm, thì liền kéo Phi Yến Hai cô cháu ngồi đó mở từng cái hộp Có vài món so với Tiểu An Còn to hơn Có thể chui vào trong hộp rồi đóng gói lại Bạch dạ Phi ưng đến bên cạnh Cố ý đứng gần y y Giả vờ bản thân mình chỉ là vô tình Hướng mắt về phía của con trai Ngày mai Sẽ đưa con đi mua thêm đồ chơi Có chịu không Lạc An ôm lấy con gấu bông ở trước ngực Rồi lắc lắc đầu Thôi Đồ chơi nhiều không chơi hết Lãng phí là xấu Mẹ sẽ không vui Anh nhìn cô rồi nở ra nụ cười Xem ra Nuôi dạy con dốc hết tâm tư rồi Thằng bé này rất hiểu chuyện Lạc y y biết anh đang nhìn mình Nhưng mà không có can đảm đối diện Chỉ có thể giả vờ như không thấy Tiếp tục nhìn con của mình móc quả Đang định châm chọc cô sao Nhà bạch gia tiền tiêu mấy đời không hết Cô lại đi dạy cháu đích tôn, tiết kiệm Nhưng mà thằng bé là con của cô Dạy thế nào là do cô chứ Nhìn xem Tiểu bà bối của chúng ta hiểu chuyện chưa kìa Chỉ mới tí tuổi Đã biết sống tiết kiệm rồi Phi Yến lên tiếng Cô cọ cọ mặt của mình Vào cái má giống như bánh bao Vừa trắng vừa mềm của cháu mình Làm cho nó biến dạng Sao mà đáng yêu như vậy không biết Hai cô cháu bóc đến mỏi cả tay mà vẫn chưa thấm vào đâu, nản chí xoa bụng. Bạch dạo Phi ương tiến lên, ôm lấy cục bông bé nhỏ vào người rồi hôn lên vài cái. Chúng ta đi ăn trước, sau khi no bụng rồi thì cùng nhau chiến đấu với quái vật trong mấy cái hộp đó, có được không? Tiểu An ngoan ngoãn gật đầu, nép vào người của anh giống như con cuốn nhỏ thích thú, rụi rụi vài cái, rồi vâng dạ. Dạ vâng, thưa chú không phải chú là ba ba lạc an cười cười rồi cũng nghe theo gọi ba ba nhìn họ vừa gặp đã thân nhau cô vui nhưng cô cũng có chút mất mát nếu sau này hòa thuận có phải là sẽ không còn có chỗ cho cô xen vào không người làm trong biệt thự khi mà nhìn thấy cô được trở về thì ngạc nhiên vô cùng không ngờ cô vẫn còn sống mà còn đem theo một đứa nhóc giống hệt nhị thiếu gia thì lúc này mọi người cũng lờ mờ đoán ra. Họ đi ngang qua hành lang ít người lui đến, bởi vì ở đó anh có cho người làm thêm khu vườn nhỏ, đặt ở giữa là cái xích đu dành cho hai người, nên muốn cho mẹ con cô đến xem thử. Ai ngờ đâu lại nghe được người làm đang bàn tán xôn xao. Tôi nói này, cô ta nhìn đơn thuần mà cũng ghê gớm phết đấy nhỉ? Chắc là lại dùng thủ đoạn để có thai nhưng mà sợ nhị thiếu gia ép buộc bỏ đi Cho nên mới bỏ trốn Đợi đến khi sinh con thì xuất hiện đấy Đúng là cái thứ trời sinh hạ tiện Lúc nào cũng chỉ biết dùng thủ đoạn để leo lên cao Các người đang nói cái gì thế? Nghe sau những lời nói đó Nét mặt của người đàn ông xám xịt Giống hệt như bầu trời đang kéo sông đến Dám ở nơi này bàn tán Đó là phạm vào gia quy Lại còn dám nói xấu người của anh sao? muốn tìm đến cái chết à? Đám người kia khi mà nhìn thấy người đàn ông thì gương mặt xanh tái mét. Bạch dạ phi ương cũng không khách khí, cả người toát ra lửa. Bước từng bước chân đi đến, khiến cho họ không dám cử động. Anh nhêu mắt. Sao? Lúc nãy không phải là rất hào hứng à? Tại sao bây giờ lại không nói gì nữa? Một trong số những người kia lên tiếng. Chúng tôi, chúng tôi biết sai rồi. Nhị thiếu gia Mong ngài bỏ qua cho chúng tôi lần này Tôi thấy mấy người nói trôi chảy lắm Có vẻ đây không phải lần đầu tiên Vi phạm gia quy có thể tha thứ sao Bạch Diệp Phi Yến lên tiếng Rồi lại nhìn sang Y Y Thấy cô ấy chẳng có cảm xúc gì cả Giống như là đã phải nghe những lời này rất thường xuyên Không nhịn được mà lập tức tiến đến chỗ bọn họ Oan, oan quá, tam tiểu thư Chúng tôi chỉ là một phút bốc đồng thôi từ bao giờ mà các người được phép bàn tán về chủ nhân nơi này chứ? Lập tức thu dọn đồ đạc và cút khỏi đây. Đừng để tôi trông thấy nữa. Anh lên tiếng, giọng nói giống như con thú dữ. Tuy rất nhẹ nhàng nhưng lạnh như băng tuyết. Mấy người kia nghe xong thì cũng không dám hò hé thêm bất cứ tiếng động gì nữa. Quay đầu chạy đi mất. Bạch dạ phi ưng vỗ về nhóc tỳ đang bế trên tay. Tiểu An còn không hiểu có chuyện gì xảy ra chỉ xoa xoa cái bụng nhỏ đang kêu réo vì quá đói. Anh mỉm cười rồi nhanh chóng bước đi. Được rồi, chúng ta đi ăn thôi. Lúc xuống dưới nhà cũng không quên quan sát người phía sau vài cái. phía Yến đang nắm tay của Y Y đề phòng nhìn anh trai của mình. Cô chẳng nói gì, trong lòng cô đang vô cùng lo lắng. Bọn họ chỉ nói vài câu đã bị anh đuổi đi. Đây có phải là kết cục của cô nếu sau này dám làm trái ý của anh không Hoặc là nếu Tiểu An không nghe lời Cô trách mắng con trai Có phải cũng sẽ bị anh ném ra ngoài không đây Dưới đại sảnh Y Y Phi Yến ngồi cùng nhau Đối diện là anh và bảo bối Trước khi ăn Nhị thiếu gia đã gọi tất cả người làm trong nhà đến Để mà tra hỏi kỹ lưỡng Những ai nói dối Kết bè kết cánh Để mà vũ nhục chủ nhân Đều bị đuổi đi không dùng lại những kẻ dám biện minh Trước khi mà đuổi đi Còn sẽ bị đánh thêm 20 roi Lạc y ngồi yên bất động Người làm lâu năm Anh cũng không nhân nhượng Đây là muốn giết gà dọa khỉ Muốn cô sống ở đây tốt nhất Nên an phận thủ thường có đúng không Biết điều thì đừng dạy dỗ Hay là có ý kiến gì với con trai của anh sao Đang lúc cô sợ hãi Đến mức mà cơ quan bên trong cơ thể đào lộn Thì anh lại nói tiếp Lạc y y là khách của mẹ tôi Nếu bất cứ người nào dám xem thường Thì cầu nguyện trước đi Lần sau sẽ không dễ dàng bị đuổi đi đâu Cô thật sự không dám tin Những lời này là lời xuất phát từ miệng của người đàn ông kia Anh ta đang dở trò gì vậy chứ Làng An cũng không khách khí Người lớn cứ lo việc của người lớn Bé đói rồi không chịu nổi nữa Ăn trước đây Cô bé chộp lấy miếng tôm ở trước mặt của mình, bỏ vào trong miệng rồi tấm tắc khen, ngon quá. Ăn xong còn trực tiếp bôi vào áo, còn làm vương vãi thức ăn khắp nơi. Lạc y quan sát, cuối cùng thì cũng không thể nào chịu nổi. Cô đứng lên, vòng qua chỗ thằng bé, lấy khăn tay lau lau. Tiểu An hư rồi, làm rơi thức ăn là xấu đấy. Tuy rằng nói như vậy, nhưng cô vẫn rất cung chiều con. Bởi vì con trai còn nhỏ tuổi, cho nên làm rơi thức ăn cũng là chuyện bình thường thôi. Người đàn ông ngồi bên cạnh Từ trước đến nay chưa từng có kinh nghiệm chăm trẻ Thấy con cái thích cái gì Thì cứ để cho nó lấy cái đó Bị rồi thì đã có người giúp việc Dọn dẹp rồi Anh lại nhìn thấy cô đang tỉ mỉ Trong lòng có chút cảm giác thú vị Thì ra chăm con nít Không phải là sẽ ngồi yên một chỗ Để nhìn xem con đang làm cái gì Ý y thực sự là một bà mẹ tốt Cô lo cho cục cưng Mà không biết rằng hiện tại Đang có ánh mắt dán lên người của cô lưu luyến không rời phỉ yến ngồi đối diện thấy anh trai của mình như vậy thì cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ không hẳn là không tốt nhưng mà cứ có cảm giác ánh mắt này không giống năm xưa mà cũng có phần hơi giống. trời đất ơi nước đầu quá đi thôi nói tóm lại anh hai chắc chắn không phải là tìm kiếm chị y y để trả thù nhưng cũng chưa đảm bảo chắc chắn phải quan sát thêm mới có thể đưa ra kết luận nếu hai người này mà có tình cảm với nhau thì tốt quá, tiện cả đôi đường, bảo mối có thể hưởng thụ cảm giác gia đình hạnh phúc bên nhau. Nhưng chị Y hình như là đối xử với anh trai của cô vẫn còn có chút đề phòng. Thôi thôi, không cần phải gấp, cứ ăn đi đã rồi tính sau. Tiểu An tinh nghịch ăn xong liền chạy đi mất. Cũng may có Bạch Diệp Phi Yến từ nãy đến giờ ăn cũng kha khá rồi. Thấy Y Y có ý định chạy theo con Thì sung phong đi trước Thôi thôi chị vẫn chưa ăn gì mà Để em đi theo trông trường bảo bối cho Này Tiểu An Đợi cô út Tiểu An Nói xong thì cô liền phóng theo Hướng của Lạc An Miệng thì bảo là trông trường Nhưng mà thật ra là chạy theo để đi chơi thôi Y Y đành phải ngồi xuống Lúc nãy không nhịn được Mà chạy sang đây Thành ra từ vị trí đối diện Lại đổi thành ngồi bên cạnh anh rồi nên ăn hay là không ăn tiếp đây Bệnh dạng phi ưng đầy đĩa biết tết Đã được cắt đến trước mặt của cô Cô đã muốn động đũa Thì bị màn này dọa cho sợ rồi Là anh ta bỏ độc vào trong đồ ăn Rồi đưa cho cô Có đúng không Cô cầm cốc nước hoa quả Ở bên cạnh uống một ngụm Mấy năm nay Em sống có tốt không Anh bắt chuyện trước Thấy chưa Bắt đầu tra hỏi cô rồi đây này nếu cô trả lời là tốt thì anh sẽ khiến cho cô sống không bằng chết còn nếu như không tốt thì vừa đúng ý của anh rồi tranh thủ sẽ hành hạ cô thêm cho mà xem cho dù cô trả lời thế nào thì cũng khiến cho bản thân mình lâm vào trong hiểm cảnh mà thôi không trả lời thì còn thê thảm hơn anh là người không thích hỏi lại lần thứ hai cực kỳ chán ghét những kẻ dám làm trái ý của mình Giờ đây cô đã ở nơi này Tuy rằng trên danh nghĩa là khách của phu nhân Nhưng tác phong làm việc của anh Từ trước đến giờ Làm gì có nể nang ai bao giờ đâu Vẫn... vẫn như vậy Cô Lý nhĩ mà nói Vẫn là đừng nên Chọc cho anh nổi điên Thì tốt hơn Thế cô vẫn chưa ăn một miếng nào Anh nghĩ ngợi Chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị của cô sao Từ khi nào mà cô trở nên khó nuôi như vậy chứ Anh còn nhớ trước kia cô rất dễ tính cho dù là bất cứ món nào cũng đều ăn rất ngon miệng cơ mà chẳng lẽ tô ngọc liên ở chỗ của cô ta đầu bếp làm ra món ăn còn ngon hơn nơi này của anh sao khi nào có dịp phải hẹn cô ta đến để mà hỏi han mới được anh lại đưa đến cho cô một miếng gan ngỗng áp chảo gương mặt vẫn như cũ hoài nghi mà nói em thử ăn món này xem không tồi đâu làm ơn đi làm sao mà cô có tâm trạng ăn cho dù chỉ là một miếng bé xíu cơ chứ đột nhiên lại trở nên ân cần quá mức thế này chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì rồi có ý đồ mà ý đồ của anh rất có khả năng đó là muốn cô sang thế giới bên kia lúc này không có mặt phi yến và con trai thì cho nên âm mưu càng lộ rõ bà bối của anh quả nhiên trở nên khó nuôi hơn rồi anh không bỏ cuộc đưa thêm một miếng sushi. Món này thì thế nào? Cả đĩa trước mắt đã đầy thức ăn mà cô gái nhỏ thì vẫn kiên trì ngồi nhìn nó. Anh suy nghĩ rồi nói với quản gia. Đầu bếp hôm nay, sa thải tất cả đi. Lúc này đây, cô mới quay sang nhìn anh, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Gì chứ? Tại sao lại sa thải đầu bếp? Đầu bếp có tội tình gì đâu? Anh nhìn cô, nở ra nụ cười dịu dàng. Em không ăn là do đồ bếp. Người không có năng lực, tôi không giữ lại bên cạnh. Đây là em đang muốn uy hiếp cô, gián tiếp sao? Hôm nay cô và đồ bếp, một trong hai người, phải có người xuống chỗ Diêm Vương để chơi. Cô lập tức dùng nĩa, găm vào trong miếng thịt, cho vào miệng, rồi nhắm mắt, nhắm mũi mà nhai. Đúng là hôm nay không có ai cứu được cái mạng nhỏ của cô rồi. Mẹ, Tiểu An, con xin lỗi hai người, nhưng mà con phải đi trước một bước rồi. Vì cái tên mà cô đang phải đối mặt là ác ma, không có tính người. Anh hạ độc vào trong thức ăn, kế sách này đúng là nham hiểm. Đồ ăn mềm thế này lại còn mọng nước như tan ra trong miệng. Độ lửa và gia vị đều vừa phải, hương thơm lan tỏa ở khắp nơi, đúng là thịt hảo hạng có khác. Cô lại ăn thêm một miếng gan ngỗng. Cái đĩa đầy áp trong nháy mắt đã trống rỗng, toàn bộ thức ăn đều chui vào trong bụng của cô. Người đàn ông ngồi bên cạnh, rảnh rỗi bóc vỏ cua rồi thả vào trong cái chén đưa cho cô. Bên trên có thêm trứng cá tầm nữa. Cô quên mất việc, phải suy nghĩ. Cô cứ như vậy mà say mê, thả hồn vào trong bàn ăn, phòng phú trước mặt mình. Đồ ăn ở nhà Ngọc Liên đã rất ngon rồi, nhưng hầu như đều là do cô tự chuẩn bị. Cảm giác được đồ, đồ bếp danh tiếng trên thế giới Đích thân nấu cho đúng là quá thích thú Người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn cô mãi Có thể tìm được cô quả thật giống như một điều kỳ tích Lần này anh sẽ đối xử thật tốt Để cô không sợ hãi mà tìm cách rời xa anh nữa Tô Khâm bị phá hỏng kế hoạch liền khóa hết tất cả thẻ ngân hàng Lão ta muốn xem nếu như không có tiền Thì con trai của lão ta còn muốn chống đối đến bao giờ. Hồn ước của hai gia đình tuy rằng bị thằng nghịch tử đó gây rối nhưng mà khởi nguồn đều là do phía Bạch Gia. Nếu như tiếp tục kiên trì, nói không chừng còn nhận được vài khoản bồi thường ấy chứ. Còn về phía Tô Minh Hảo, anh ta sau khi mà kéo em gái của mình ra ngoài liền đưa cô lên xe, chạy đến nhà mình cách trung tâm không xa. Tô Ngọc Liên bị anh của mình nắm tay kéo vào trong nhà, lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi, trong lòng cũng không nhịn được mà chống cự. Anh thả em ra đi, em không thể nào để cho Y Y ở một mình trong cái hang ổ đó được. Cú ấy làm sao có thể chịu nổi sự tàn ác của ác ma là bạch dạ phi ưng. Tiểu Liên, em đừng can thiệp vào chuyện này nữa.ít nhất thì em cũng đã thoát khỏi hôn ước của hai gia đình rồi. Anh xoay người đặt tay lên vai của em gái. Tô Ngọc Liên lắc đầu Vì để cô không kết hôn Mà ngay cả mạng sống của Y Y Anh trai cô cũng không lo lắng sao Cô không tin mà nói Anh à Thời gian qua Anh thường xuyên đến trò chuyện cùng Y Y Là bởi vì anh chờ thời cơ Đem cô ấy đến bạch ra Có đúng không Anh trai cô đứng yên Cô vẫn tiếp tục truy hỏi Anh mau nói đi Có đúng như vậy không Kể từ khi là y y đưa đến nhà em gái. Thực ra thì anh đã âm thầm điều tra rồi. Anh biết được thông tin cô đã từng làm việc ở nhà phụ bạch gia. Ngoài ra thì tất cả thông tin khác đều không tìm được. Cho đến khi cô sinh Tiểu An, nhìn thằng bé càng ngày lớn lên lại có vài nét tương đồng với người bạch gia, anh đã nảy sinh nghi ngờ. Và một đêm anh vô tình nghe được cô trò chuyện, mới biết rằng cô ta đến đây là vì muốn trốn khỏi nhị thiếu gia mà ai cũng sợ chết khiếp kia anh liền âm thầm lên kế hoạch để tiếp cận lấy thông tin nhưng bên cạnh đó anh đã dần dần cảm thấy trong lòng có chút gì đó với người con gái bé nhỏ mà kiên cường này nhưng em gái đối với anh vẫn quan trọng hơn trong buổi tiệc anh có chút không nhận tâm khi mà nghe thấy cô đau đớn gọi thẳng tên họ của mình tâm can của anh thắt lại suy cho cùng người anh xem trọng nhất vẫn là em gái Tụi mình hảo không quan tâm quá nhiều lập tức giao cô cho bạch gia để bảo toàn cho em gái giờ đây khi mà nghe em chất vấn anh ta có chút trộm dạ nhớ đến gương mặt đau khổ của y y thì có chút xấu hổ nhưng nhanh chóng tự an ủi chính bản thân dù sao thì chuyện này cũng xảy ra bây giờ ân hận có tác dụng gì cơ chứ anh làm như vậy là vì muốn tốt cho em anh ta mở miệng nói ra một câu thoại vô cùng kinh điển lần này tô ngọc liên đã không thể nào chịu được nữa dùng hết sức mà đẩy anh ta ra nhìn bộ dáng của cô bây giờ thì có chỗ nào để gọi là tốt đây anh có biết tại sao em lại đến đó sớm không chẳng phải là bởi vì em không biết kế hoạch của cha sao anh đưa ra lý luận trong đầu điều này càng khiến cho cô cười lớn hơn Gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự bi thương Em đến sớm Là bởi vì em muốn gặp Bạch Dạ Phi ưng Em điên rồi sao Em gặp hắn ta để làm gì cơ chứ Em đâu phải không biết hắn ta Là loại người thế nào Tại sao em lại Cô không còn sức để mà gào thét lên nữa Từ khi anh trai vì mình Mà nhẫn tâm bán đứng y y Cô đã chết lặng rồi Em đến gặp Bởi vì em muốn kết hôn với anh ta Tô Minh Hạo vẫn chưa hiểu em gái của mình đang nói cái gì, tại sao con bé có thể muốn kết hôn với loại ác ma không tìm không phổi như vậy chứ? Tô Ngọc Liên lau đi nước mắt trên gương mặt, cố gắng kìm nén, giọng nói run rẩy. Hắn ta đồng ý với em, sau khi kết hôn, chúng em chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, em có thể ở đâu tùy ý thích. Con người của cha, anh rõ hơn ai hết, không kết thông gia với Bạch gia. Ông ta sẽ tìm gia đình nhà khác Em vẫn sẽ trở thành món hàng Để cho ông ta củng cố địa vị mà thôi Chỉ bằng em nhanh hơn ông ta một bước Không, không thể nào Anh nghe xong thì lầm bầm không dám tin Cô thở dài đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài Muốn trải nghiệm điều mà Y Y đã từng làm Chỉ khi nào kết hôn Em mới có thể thoát khỏi kiểm soát của cha anh ta sẽ không còn bị gia tộc thúc ép, mà y y thì cũng không cần phải chạy trốn thêm nữa. Chỉ cần cô kết hôn thì sẽ không còn ai bị cha thúc ép, hôn nhân trên giấy tờ dù sao đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô bây giờ. Vẫn có thể tự do ở đâu thì ở, làm gì thì làm, chỉ cần vào những buổi tiệc đi bên cạnh người ta, đóng vai là người vợ tốt là đủ rồi. Bởi vì cô và anh ta căn bản có yêu nhau đâu. Chỉ cần kết hôn, anh cũng sẽ không bị gia tộc ép buộc, thế cho nên khi cô nói rằng muốn hợp tác, anh liền đồng ý, sẵn sàng đồng ý ngay. Sau khi kết hôn, YY sẽ không phải thấp thỏm lo sợ, anh là người có vợ, bắt nhốt người con gái khác là điều không ai có thể chấp nhận. Nhưng hôm nay, anh trai của cô lại mang YY và cả Tiểu An đến, còn hại họ bị bắt đi nữa. Mà nguyên nhân anh làm như vậy là vì hạnh phúc của cô thì sau này cô phải đối diện thế nào với Y Y đây? Cô đã bị người khác xem như công cụ mua vui, đêm nào cũng không ngủ ngon giấc, phải khó khăn lắm trong vô số lần mới trốn thoát khỏi địa ngục, mà bây giờ lại bị người mình tin tưởng đâm cho một phát đằng sau lưng. Nghĩ đến đây, cô lại càng thêm dằn vặt chính bản thân. Còn anh, sau khi mà nghe em gái mình nói như vậy, đứng yên không di chuyển, gương mặt tái đi rõ rệt. Không thể nào, Điều này không phải là sự thật Ai đó hãy nói với anh Đây là giả đi Tất cả điều này đều được em gái lên kế hoạch kỹ lưỡng Anh lại nóng lòng muốn bảo vệ em Không điều tra kỹ lưỡng Đã dâng người con gái Mình có tình cảm cho tên ác ma kia Cô sẽ hận anh Đến chết đi sống lại Tô Minh Hảo ơi là Tô Minh Hảo Làm sao mày có thể khốn nạn Đến mức không bằng súc sinh vậy chứ Tô Ngọc Liên không còn lòng dạ Quan tâm anh trai của mình Đang nghĩ cái gì tốc phóng xe chạy đến biệt thự muốn gặp bạch phu nhân lê phương kiều và cô ngồi trong phòng khách đối mặt với đứa con dâu hụt này bà cũng không có gì là khó chịu ngược lại người khó chịu là cô cô đang cố gắng mí môi không để cho nước mắt rơi xuống bây giờ mới đến đây chỉ mong rằng không quá trễ phu nhân y y là do con đưa đi cô ấy không biết gì cả con mong người hãy tha cho cô ấy Ngọc Liên Con không cần nói dối trước mặt ta Bà già này có cái gì đâu Mà chưa nhìn thấu Y Y vốn dĩ muốn rời khỏi nơi này Là con giúp con bé Con đúng không Dạ con Nếu cô thừa nhận Liệu rằng có gây nguy hiểm gì cho Y Y không đây Tô già thế lực không lớn Bằng bạch gia trong thành phố S Nhưng mà địa vị cũng không quá nhỏ Cô cùng lắm Là chỉ bị mắng vài câu còn y y thì khác cuối không có gia cảnh Người chống lưng lại càng không có Rồi vào tay của bạch dạ phi ưng Nham hiểm độc ác Làm sao có thể lành lặn mà rời đi Lê Phương Kiều mỉm cười Đặt tách trà trên tay xuống Mà nói Thôi được rồi, con đừng lo lắng Tuy rằng hôm nay náo động xôn xao Nhưng cũng chẳng có gì đâu Ngày mừng thọ Lại tự dưng có thêm một đứa cháu trai đích tôn Món quà lớn như vậy Ta vui còn không kịp làm sao ta có thể trách phạt được ai Vậy... Vậy có thể cho con gặp cô ấy có được không ạ Tù Ngọc Liên khép nét Để tay trên đầu gối Lo lắng siết chặt Phải xem thử Những lời phu nhân nói có thật không Đâu thể nào để cho người ta Nói linh tinh, muốn gì cũng tin Trên đường đến đây Khung cảnh y y bị treo lên tường Bằng xích sắt Rồi cuột xoay ra vào người Cứ ám ảnh mãi trong đầu của Tô Ngọc Liên. Tuy rằng là do chính bản thân cô tưởng tượng, nhưng cái tên khốn kia, ác độc thâm hiểm, rất có thể đối phó với cô ấy như thế chứ. Còn lo lắng, thì con có thể đến nhà Phi ưng. Bây giờ cả hai mẹ con Y Y đang ở bên đó. Ta cũng đã để cho Phi Yến ở lại làm người giám sát rồi. Như vậy... Không biết là như vậy có ổn không? Lê Phương Kiều đứng lên muốn đuổi khách. Nhưng mà trước khi xoay người đi Còn cẩn thận và nói thêm một câu Chuyện con giúp con dâu ta trốn thoát Ta sẽ không truy cứu Bởi vì con có ơn cứu mang Hai mẹ con nó Nhưng ta mong rằng chuyện này Không bao giờ tái diễn thêm một lần nào nữa Ngày mai con hãy đến thăm con bé Bây giờ không còn sớm nữa đâu Cứ về nhà trước đi Con dâu sao Phụ nhân vừa gọi y y là con dâu Cô còn trẻ tai rất thính, không thể nào mà nghe nhầm được. Bà công nhận y y, có nghĩa là của trong bảy gia đã có chỗ đứng nhất định rồi. Hay là bởi vì có cháu trai Đích tôn nên mới miễn cưỡng chấp nhận đây. Thôi kệ đi, ngày mai cô sẽ đến thăm y y, tránh để cho cái tên ác ma kia làm tổn hại đến một sợi tóc của cô ấy. Buổi tối, trong căn phòng tràn ngập sắc màu tuổi thơ, có một cậu nhóc tinh nghịch đang trèo lên giường nướn nướn nhảy nhảy nụ cười sáng chói hiện lên trên gương mặt khả ái tam tiểu thư đang ngồi ở cái ghế sofa gần đó tích cực khen ngợi tiểu an nhà ta giỏi quá nhảy cao chưa kìa trên gương mặt của cậu bé lại càng thêm thích thú hơn làng y y đứng nhìn có lẽ nơi này đối với con thực sự là phù hợp nhất không còn lo lắng khi mà con đến tuổi sẽ làm cách nào để con có thể đến trường bởi vì bây giờ cô có trốn được nữa đâu sau một hồi bay nhảy lạc an trèo xuống cái giường cao đến thắt lưng của mình rồi chạy đến nắm váy của mẹ mẹ ơi con đói rồi được rồi để mẹ đi pha sữa cho tiểu an cô nựng cái má tròn kia rồi mỉm cười đi xuống phòng bếp người đàn ông kia cũng đã chuẩn bị sẵn sữa bột chất đầy tủ rồi Cô đứng khuấy sữa không chú ý Đằng sau cô có người đang nhìn Đến khi mà xoay người Thiếu chút nữa là tim cô đã nhảy ra ngoài Cũng may không thét toáng lên Nếu không thì người ta còn nghĩ rằng An ninh trong khu vực này kém quá Bạch dạ phi ưng đi đến Cô càng ngày càng khẩn trương Anh đứng đó từ khi nào chứ Tiểu An đói bụng Mà cô đi quá lâu Thế cho nên anh xuống đây để hối thúc cô sao Nhưng mà phòng của thằng bé Là ở tầng 1 cô vừa đi có vài phút thôi mà người đàn ông đi đến bên cạnh lấy bình sữa mà cô đang nắm chặt trong tay để anh cho con uống sữa em cùng phi yến trò chuyện đi đã lâu rồi không gặp nó rất nhớ em đấy anh cũng vậy anh thâm tình nhìn cô ánh mắt chứa chan tình cảm rất muốn nói rằng anh cũng nhớ em tại sao cô lại có cảm giác sự lạnh lùng kiêu ngạo lúc nãy anh dành cho người hầu không áp dụng lên người cô thì phải Lạc y y Mày lâu rồi không tiếp xúc với người khác Thế cho nên mày lú lẫn rồi Có đúng không Hắn ta là ai cơ chứ Ác ma tái thế còn không sánh bằng kia kìa Anh ta tàn ác vô hạn Thủ đoạn có thừa Khiến cho bao nhiêu người khiếp sợ Làm sao có thể đối xử với mày Có một chút thương cảm cơ chứ Tỉnh táo lại đi Cô không trả lời Chỉ lướt ngang qua người anh Rồi chạy vội lên trên lầu bày Dạ Phi Ưng nhìn cô tránh anh còn hơn tránh tà như vậy thì có chút chua xót, nhưng anh chấp nhận. Lỗi lầm là do anh, do trong quá khứ đã để lại cho cô vết thương quá sâu sắc. Bây giờ anh không mong gì nhiều, có lẽ cô mãi mãi không tha thứ cho dù có bù đắp như thế nào. Nhưng chỉ cần cô ở lại nơi này, đối với anh đã là ân huệ lớn nhất rồi. Tiểu An sau khi mà xử lý xong bình sữa kia liền lăn ra ngủ. Phi Yến ngồi bệt dưới sàn nhà Có tấm thảm bằng nhung Tự người vào giường Ngắm nhìn gương mặt nhỏ xinh đang say giấc. Tiểu An của chúng ta dễ nuôi quá Lại còn rất hay cười hay nói Khác hẳn thằng cha nó Em không còn chuyện gì Thì về phòng ngủ đi Người đàn ông đứng sau lưng Khoanh tay trước ngực Tỏ ý đe dọa của em gái Còn nhóc này Dạo gần đây đối với anh Cứ thích chống đối cái tên bạch dạ phi long kia chắc chắn đã xúi dục nó điều gì rồi em không về em ngủ cùng tiểu an cơ tam tiểu thư không ngại mà trả lời ngay mẹ đã cố tình để cô ở lại đây dù có muốn đuổi đi cũng phải có sự cho phép của mẹ nha bạch dạ phi ưng khó chịu ra mặt nhưng không lâu sau như có như không nhếch lên đôi mày rậm anh vòng sang bên kia giường nhìn y y đang ngồi đó ngỏ lời anh đưa em đi xem phòng của chúng ta. Làng Ý nghe xong câu đó thì hồn vía bay lên chín tầng mây, vội vàng trèo lên giường. "Ờ à, không, tôi ngủ ở đây." "Giường này dành cho hai người, em để Phi Yến ngủ cùng con đi." Anh mặt dày mà nói như vậy. Phi Yến đang ngồi thì bỗng dưng giống như là gắn lò xo vào chân, bật dậy nhanh chóng. "Tiểu bảo bối, ban đêm còn uống sữa." em em làm gì biết pha đâu y y em làm phiền chị rồi để em bảo người đem sữa và vật dụng cần thiết lên đây nha phi yên nói xong thì kéo anh của mình ra bên ngoài anh chừng cô hồi lâu chuyện tốt lúc nào cũng bị con nhóc này phá hỏng lại không thể nào đuổi nó đi được nhưng mà nếu nghĩ theo hướng khác thì như thế này cũng tốt cả hai người ngủ chung với nhau có khi cô sẽ không thể nào ngủ được anh đã có cách giải quyết Vài hôm nữa dù cô không muốn Thì cũng phải mở cửa cho anh vào thôi Nghĩ xong kế hoạch tác chiến Chủ tịch của chúng ta lặng lặng bỏ đi Để lại em gái của mình đang đứng ngây ngốc ở đó đầy khó hiểu Anh trai của mình từ bỏ dễ dàng như vậy sao Không giống anh mình một chút nào Làng y y vừa vào trong phòng tắm Để rửa trôi bụi bẩn cùng với mệt mỏi Cả ngày hôm nay đều xảy ra những chuyện mà bản thân cô không thể nào tin được. Đầu tiên là Tô Minh Hạo bán đứng cô, đem cô đến tiệc mừng thọ. Tiếp theo, lại không thể nào ngờ được lão phu nhân đối xử với cô giống như khách quý. Cô lau sạch những giọt nước còn đọng trên người, mặc chiếc áo ngủ rồi ra bên ngoài, nhìn con trai của mình đang ngủ say ở trên giường, trên bàn cũng đã đem những thứ cần thiết đến. Cô nhìn trong giây lát rồi đến gần ra cửa khóa trái cũng không biết là người đàn ông kia có nhân lúc đêm khuya lẻn vào trong phòng này không dù sao thì đây là nhà của anh nơi nào anh cũng có thể đến hết nhưng nếu như có người mở cửa thì ít nhiều cũng sẽ phát ra âm thanh cô đang ở sâu trong lòng địch tính cảnh giác của cô phát huy rất cao cô không thể nào để bản thân mình ngủ quên được mà hơn nữa Bảo bối của cô cứ cách vài tiếng Sẽ phải uống sữa một lần Anh có muốn làm gì cô Cũng sẽ không dám kinh động đến trẻ con đang ngủ Nằm bên cạnh nhìn con trai Trong đầu cô bây giờ Dối tung dối mù hết cả len Cô nhớ lại lúc nãy Khi bị nhốt vào trong phòng Dương mắt nhìn con trai đi theo người khác Cô chẳng biết làm gì ngoài khóc Cũng may bây giờ Cô đã ở bên cạnh thằng bé rồi sau này nếu bọn họ thật sự muốn mang Tiểu An ra khỏi cô Thì có lẽ cô cũng chỉ biết đứng đó mà nhìn theo Cô vươn tay chạm nhẹ lên má của con Chùa xót lầm bầm Mẹ nên hèn mọn cúi đầu Để xin được ở bên cạnh con Hay là mẹ nên chuẩn bị trước tinh thần Một mình rời khỏi nơi này đây Sau khi bị em gái theo sát Người đàn ông liền trở về phòng Đóng cửa lại Nằm trên giường anh thật sự là không dám tin Mọi chuyện xảy ra là sự thật Cô đã chính thức quay về rồi Anh trằn trọc không thể nào ngủ được Sợ rằng khi tỉnh dậy Cô lại một lần nữa biến mất Phòng của anh ở tầng 5 Còn phòng của Tiểu An ở tầng 1 Cách nhau quá xa Thật sự là có chút không hợp lý rồi Xem ra ngày mai Phải cho người làm lại căn phòng thôi Thằng bé còn nhỏ lại còn nghịch ngợm Cho con ở tầng trệt là hợp lý nhất tránh để nó quậy phá chơi đùa ở cầu thang nguy hiểm. Phòng ngủ của anh tất nhiên là sẽ ở bên cạnh, muốn viện cớ cũng có thể dễ dàng rồi. Sáng hôm sau, Tiểu An dậy từ rất sớm, nhìn thấy mẹ của mình đang ngủ say, cậu bé hiểu chuyện tự chơi một mình, ngồi lẫn trong đống đồ chơi, an tĩnh mà lắp ráp robot. Hôm qua, cô phải loay hoay đến tận 3 giờ sáng mới ngủ được, đa phần là bởi vì cho cậu bé uống sữa Vậy nên ai nói chăm con là sướng chứ Lần mò bàn tay sang bên cạnh Không thấy gì cả Cô sực tỉnh rồi gọi rất lớn Tiểu An Cậu bé thấy mẹ dậy Thì quay sang nhìn Dạ một cái rồi tiếp tục chơi Y Y vỗ vỗ lồng ngực Để trấn an trái tim bé nhỏ Đang đập loạn lên Cô cứ tưởng rằng thằng bé lăn lộn Rồi té xuống giường Ai ngờ đã dậy từ sớm Đang thích thú với đồ chơi rồi lạc an bỏ món đồ chơi trong tay đi đến rồi ôm lấy mẹ cụ đặt tay lên mái tóc của con xoa xoa vài cái tiểu an chúng ta thay quần áo rồi đi ăn sáng con chịu không con muốn ăn mứt hoa hồng Cục cưng nhỏ hí hửng mà nói bàn tay mũ mĩm nắm chặt trước ngực rồi cười toe toét bây giờ không có mứt chúng ta đi xem những món khác Lát nữa mẹ sẽ làm cho Tiểu An một hộp mứt thật là to, có được không? Được ạ. À. Sau khi thay quần áo, cô muốn bế thằng bé xuống lầu, thế nhưng mà Tiểu An lại muốn tự mình đi xuống những bậc thang. Đối với bé, giống như con dốc thẳng đứng. Hết cách, cô bước xuống hai bậc rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của con. Tiểu An bước xuống một bậc, cô lui xuống một bậc, chậm rãi lập đi lặp lại động tác cho đến khi mà cô cảm thấy lưng của mình và trúng một cái gì đó. Hai vai cũng được giữ lại. Cô quay đầu nhìn, nhìn thấy bàn tay to đang đặt trên vai của mình. Cô muốn tránh đi, lại nhớ ra bảo bối đang còn phải bước thêm năm bậc nữa. Để cục cưng xuống đến nơi, rồi cô sẽ tính sau. Thế nhưng, người đàn ông kia không chịu tránh ra, còn tựa hờ lên vai của cô nói với con. Tiểu An giỏi quá, con không cần vội đâu Ba mẹ có thể đợi được mà Bạch Diệp Phi Yến lúc này đang ngồi trên bàn Xé nhỏ mổ bánh sandwich Mà cho vào cái miệng đang méo sạch Cái gì đây Mới sáng sớm Đã cho cô ăn cầu lương rồi Hơn nữa Anh trai của cô vừa nói cái gì cơ Ba mẹ đợi được sao Nói câu này mà không thấy ngượng sao Người đàn ông để Lạc An ngồi trong lòng mình rồi đút cho con ăn những món dễ tiêu, đầy dinh dưỡng. Cái má chứa đầy đồ ăn phồng lên, to tròn đáng yêu. Ăn xong, con cùng ba đi công viên chơi. Con thấy thế nào? Vâng, đi chơi. Lạc An cười trả lời. Anh lại nhìn sang em gái của mình và cô gái nhỏ đang ngồi đối diện, tùy ý lên tiếng. Ăn xong, cả hai có thể ra ngoài sân đi dạo. Anh định sửa sang lại vài thứ Có lẽ sẽ rất bừa bộn đấy Sửa gì? bà Diệp Phi Yến bóc cái trứng luộc cho vào miệng Mà lên tiếng hỏi Đợi làm xong thì em sẽ biết thôi Nói rồi anh bế bổng bảo bối Đi ra bên ngoài làng y y nghĩ ngợi Cũng chẳng biết anh định làm cái gì Dùng bữa xong thì cô cùng Phi Yến ra ngoài vườn đi dạo Nơi này khác trước rồi dàn hoa hồng nở rộ hương thơm thoang thoảng bay trong gió gần đó thì có dựng một mái hiên bên trong có dụng cụ cắt tỉa giỏ hoa còn có cả bếp nữa có thể thưởng trà hoặc làm vài món đơn giản ở nơi này không cần phải vào trong nhà bếp cô chợt nhớ ra mình đã hứa với con là làm mứt hoa hồng cô xoay người sang hỏi phi yến tôi lấy vài cây hoa có quá đáng lắm không quá đáng cái gì chứ cho dù chị có bẻ sạch hoa đi Cũng chẳng làm sao cả Chị tùy ý muốn làm gì thì làm Bạch Diệp Phi Yến cười cười Rồi trả lời Cô hái xong một rổ liền đi vào trong mái hiên sơ chế Không lâu sau đã làm được Vài lọ mứt rồi Tam tiểu thơ đứng bên cạnh nãy giờ Nhìn tròn cả mắt Lấy cái muỗng múc một ít mứt vẫn còn đang ở trong cái nồi sứ thổi thổi vài cái cho vào trong miệng gật gù khen ngon quản gia lý từ ngoài cổng chạy vào khom người lên tiếng tam tiểu thư tô tiểu thư nói rằng có chuyện muốn gặp ạ bạch diệp phi yến nhìn quản gia rồi lại nhìn sang y y thấy cô không có vẻ gì là từ chối liền nhanh chóng nói vậy thì cho cối vào đi tô ngọc liên rất nhanh đã được quản gia đưa đến đây tô ngọc liên nhìn thấy y y vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm Lặng y y không muốn cô ấy khó xử Hôm nay cô ấy đến đây Chắc chắn là cũng rất đắn đo rồi Y y à Tôi Mau vào ngồi đi Vừa hay tôi vừa làm xong vài loại mứt hoa hồng Chúng ta uống trà rồi nói chuyện sau Tùng Ngọc Liên không nói gì nữa Đến cái ghế Được đều đó từ trước Ngồi xuống Cả ba cô gái đều không mở miệng Chỉ ngồi đó uống trà Không gian yên tĩnh nên đáng sợ Trà này ngon ghê Phi Yến cảm thấy Không gian có chút kỳ lạ Thì liền mở miệng trước Nhưng mà cũng không thay đổi được điều gì Bầu không khí gượng gạo Bước người ta sắp phát điên rồi đây Tùng Ngọc Liên bỏ ly trà trên tay xuống Đứng dậy đến trước mặt của Y Y cúi đầu 90 độ Ái náy lên tiếng Tôi... tôi thật sự xin lỗi Y Y Chuyện hôm qua là bởi vì anh của tôi đã khiến cho cô gặp rắc rối rồi ý thấy cô ấy như vậy nhanh chóng nắm lấy bờ vai muốn cô ấy đứng dậy cô hiểu rõ hơn ai hết trong chuyện này cô ấy bất chấp nguy hiểm mà bảo vệ cô đã là đại ân đại đức đối với cô rồi cho dù cô có dùng cả đời này để trả thì ơn nghĩa cũng sẽ không thể nào trả hết đừng mà ngọc liên chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện không anh trai của tôi chuyện khủng khiếp anh ấy làm tất cả đều xuất phát từ tôi mà ra xưa cho cùng tôi có lỗi với cô quá nhiều tô ngọc liên nói xong thì khóc đến đáng thương cô biết có thể y y sẽ không tha thứ cho anh trai của mình cô cũng không cần đến sự tha thứ của cô chỉ mong rằng cô gái đáng thương này có thể sống tốt hơn sợ cô bị uất đức thế cho nên mới phải đến nơi này xem xét là y y đỡ tô ngọc liên ngồi xuống an ủi Bạch Diệp Phi Yến ngồi bên cạnh gãi gãi đầu Cảm thấy chuyện này dối như mớ bỏng bong Cô em thì tìm cách giúp đỡ Còn người anh thì lại muốn giao người ra Tại sao mấy ông anh trai Lúc nào cũng có máu điên trong người như vậy chứ Hạ anh trai của cô đã biến thái đến mức Những tên bệnh hoạn cũng phải chào thua Rồi đến hôm qua gặp Tô Minh Hảo Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân Thần kinh như nhau hết Tam tiểu thư nhìn hai người trước mặt của mình Chống tay lên bàn hồi lâu Sau đó mới cười mà nói Tôi nói này Ngọc Liên cô đúng là thích khóc thật đấy Hơn một năm trước Chúng ta tông phải xe của nhau Cô khóc đến mưng mắt to như trái đảo chín Bây giờ gặp lại nhau Cô cũng chẳng tiến bộ hơn Ngày trước là bao nhiêu Nghe xong những lời đó Tô Ngọc Liên còn gào to hơn cả lúc nãy Cả ba người con gái cứ oang oang hết cả buổi sau đó liền nói chuyện cả buổi luôn Bạch Dạ Phi Ương đang cùng con trai của mình ở tầng thượng của trung tâm thương mại Nơi này được thiết kế giống như là công viên thu nhỏ Anh không muốn có thêm phiền Thế cho nên mới không đem theo quá nhiều vệ sĩ đến công viên Nơi này thuộc quyền sở hữu của anh Tương đối an toàn Đợi khi nào tiểu an lớn hơn Sẽ cho đến những nơi như vậy sau Một hồi chạy cả mồ hôi Tiểu An đón lấy ly nước ép từ cha của mình gấp gáp uống và uống. Anh lại nắm tay con của mình xuống tầng mua quần áo và mua cả giày dép nữa. Ngồi trong cửa hàng, anh nâng đôi chân nhỏ rồi mang giúp cho cậu bé đôi giày da được làm bằng thủ công tỉ mỉ. Bây giờ chúng ta đi ăn rồi về nha. Tiểu An của ba thích ăn gì nào? Mẹ làm mứt ở nhà, Tiểu An muốn ăn mứt. Cũng tốt, Vừa ăn sáng cách đó không bao lâu Vẫn là nên về nhà Phòng trường hợp cô lại suy nghĩ lung tung Cuộc đi chơi gắn kết tình cảm cha con Cứ như vậy mà kết thúc Hai cha con nhanh chóng về nhà Khi đi qua sân vườn Lại thấy có mặt Tô Ngọc Liên ở đó Ánh mắt của anh híp lại Y y của anh đâu rồi Mà tại sao Tô Ngọc Liên lại ở đây Dù có chăm sóc cho y y của anh Thì cũng không thể nào thay đổi được việc To gan giấu người của anh đi anh không trách Nhưng mà cũng nhất định không bỏ qua Cô ta còn dám đến đây Để tìm người sao Tô Ngọc Liên nhìn thấy cục cưng Đang nằm gọn trong vòng tay của nhị thiếu gia Đôi mắt giống như muốn giết người Thảo nào từ nãy đến giờ Chẳng thấy tiểu an đâu Cô còn tưởng rằng thằng bé nhớ cô cả đêm Không ngủ được cho nên Đang say giấc chứ Ai mà ngờ cái tên này mới sáng sớm Đã bế thằng bé ra ngoài rồi Đi đâu chứ? Cô không vội chạy đến, chỉ đứng đó sang tay. Bà bối, mẹ nuôi đến thăm con đây, con lại đây, cho mẹ ôm một cái nào. Tiểu An cười ngây ngô, đập đập vào vai, bồn anh thả mình xuống. Ác mà có tiếng, vậy mà cũng không thể nào làm gì khác, ngồi xuống buông tay, rồi chờ mắt nhìn con trai của mình chạy đi mất. Mà vừa hay lúc này, y y từ trong nhà đi ra, trên tay cầm cả khay bánh mì, đủ thể loại. Anh nhìn thấy như vậy thì tiến đến Rồi tự nhiên đỡ lấy Để anh bê cho Có chút cứng ngắc Nhưng mà cô vẫn buông tay ra Để anh muốn làm gì thì làm Lúc nãy Tiểu An nói Muốn ăn mứt hoa hồng em làm Anh cố gắng bắt chuyện trước Ý ý không muốn trả lời Nhưng mà sợ anh tức giận sẽ mắng cô Cô nhanh chế lấy miếng bánh mì Ở trên khay Rồi chạy đến chỗ của Tô Ngọc Liên Tiểu An Mẹ giúp con lấy bánh rồi đây bạch dạ phi ương cười rồi đem chỗ bánh ngọt đặt lên trên bàn ít nhất thì cô đã không còn hoảng loạn so với hôm qua thế này cũng là chuyển biến tốt rồi anh không khách sáo mà ngồi vào ghế bên cạnh cô lấy cái bánh phết đầy mứt và cho vào miệng đã lâu rồi không được thưởng thức mùi vị ngọt ngào tươi mát lan tỏa hương thơm này vẫn giống như hai năm trước ngon thật đấy bạch diệp dạ phi yến ngồi đối diện mở mắt suýt chút nữa thì làm rơi con ngươi ra bên ngoài lần nào đi du lịch về cũng đem những món ngon như là sô cô la rồi bánh kẹo các thứ còn lén lút bỏ khắp nơi vậy mà anh trai của cô có bao giờ thèm nhìn lấy một cái nào đâu đối với đồ ngọt thì ông anh này thể hiện một sự căm thù vô cùng mãnh liệt vậy mà giờ đây lại đang ngồi đây ăn như là sắp hạ đường huyết đến nơi rồi từ hôm qua đến giờ sao một cô toàn nhìn thấy những chuyện lạ kỳ như vậy chứ còn không phải là do anh trai của cô tạo nên sao sau khi dùng bữa ăn nhẹ thì cũng đến gần trưa tiểu an rụi rụi mắt ngáp một hơi dài đến chảy cả nước mắt lạc y y bế con vào trong nhà cậu nhóc này đến giờ đi ngủ rồi tam tiểu thư và cả tô ngọc liên muốn đi theo vào trong đã bị anh ngăn cản phỉ yến không còn sớm nữa đâu Em mau tiễn Tô Tiểu Thơ về nhà đi Tô Ngọc Liên tức giận Nhưng vẫn duy trì nụ cười Muốn đuổi người sao Bạch Tổng Tôi vừa đến đây thôi mà Đó là việc của cô Bây giờ thì cô về đi Anh không nói nhiều Lập tức hạ ra tối hậu thơ Cô hết cách Nơi này là nhà anh ta Bạch Diệp Phi Yến thở dài Đánh nghe lời Cũng may hôn sự hai bên đã bị hủy rồi Chưa họ mà về chung nhà thì nơi này chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm cho mà xem, náo nhiệt theo đúng nghĩa đen. Căn phòng của Tiểu An đang được dọn dẹp, thế cho nên phải lên tìm căn phòng khác ở tầng 1. Tiểu An ngủ rồi nhưng vẫn đang lấy tay nắm lấy mảnh áo trước ngực của cô không buông, đặt xuống giường thì sợ con trai sẽ tỉnh, nhưng mà như thế này thì làm sao mà cô có thể pha sữa đây? Cửa phòng bị đẩy ra, "Y, nhanh nhẩu nói. Phi Yến à, giúp tôi pha sữa có được không? Tiểu An không chịu buông ra nên tôi không làm gì được. Sữa này pha thế nào? Đáp lại cô là âm thanh khàn đặc mà mạnh mẽ của người đàn ông. Cô nhìn theo, thấy anh đang cầm bình sữa trên tay giống như đang nghiên cứu. Cái gì đây? Phi Yến đâu rồi? Cô không muốn nói chuyện với anh một chút nào. Nhưng mà nếu như không có sữa thì con trai của cô sẽ quấy khóc cho mà xem. Um, anh cho nước nóng lạnh theo tỷ lệ bằng nhau, rồi cho sữa vào khối đều là được. Người mặt của Tiểu An có chút khó chịu bởi vì thiếu sữa, cô đành phải chỉ dẫn anh thôi. Bạch dạ phi ưng rất nghiêm túc làm theo cô, sau đó thì đưa cho cô bình sữa. Anh ngồi dưới sàn nhìn con của mình ăn sữa, vừa khéo lại nhìn thấy bàn tay đang nắm cái áo của cô. Trong lòng dâng lên một cỗ máy ghen tị. Khoảng cách hai người gần thế này, cô không thể nào không căng thẳng. Bạch Dạ Phi Ưng cầm lấy cái tay nhỏ nhắn của con mình, rồi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay bé xinh đang nắm chặt góc áo của cô. Thấy anh có hành động như vậy, cô nhanh chóng nhích người ra xa. Muốn né đi. Cái tên này muốn làm gì đây? Em ôm con mãi như vậy, không mỏi sao? Anh giúp em kéo thằng bé ra. Anh cười, nhìn cô rồi nói như vậy. Sau khi đã gỡ được bàn tay nhỏ kia ra, cô đặt bảo bối xuống giường dùng gối chặn xung quanh đề phòng cậu bé lăn lộn rồi té xuống giường đắp thêm cái chăn mỏng đem bình sữa được sửa sạch sẽ để lên bàn Bạch giáo phi ưng mở điều hòa hôm qua mẹ bảo muốn em đến nhà đấy em không định đi sao y rót một ly nước lọc đưa lên miệng để tránh trả lời câu hỏi đó cô định rằng buổi sáng sẽ cùng con trai đến chỗ bạch phu nhân ai ngờ ăn xong anh đã đem con trai đi ra ngoài mất, cho nên phải chờ đến khi nào con ngủ dậy mới đến chỗ bạch phu nhân được. Anh chậm rãi đi đến bên cạnh cô, cho tay vào trong túi áo, lấy ra một cái gì đó. Anh có thứ này muốn đưa cho em. Định đưa cái gì? Chi phiếu sao? Đưa tiền xong thì đuổi cô ra khỏi nơi này và đe dọa đừng bao giờ gặp lại con trai nữa chứ gì. Không thể nào, anh tìm cô lâu như vậy, còn chưa hành hạ, làm sao có thể dùng tiền để cô rời đi được. Anh đưa cho cô cái hộp nhỏ, cầm vừa tay, bên trong là chiếc vòng đeo tay bằng vàng. "Đưa thứ này cho cô để làm gì cơ chứ?" Cô cảm thấy từ hôm qua cho đến bây giờ, anh lúc nào cũng đeo bám cô, rồi làm vài chuyện không giống tác phong khi xưa một chút nào cả, thật sự là phiền phức. Đôi môi nhỏ mấp máy muốn từ chối thì anh lại nói: đây là lúc nãy Tiểu An chọn đấy Nó nói rằng muốn tặng quà cho mẹ Em mà không nhận Thì chắc thằng bé sẽ buồn lắm cho mà xem Cô đưa mắt nhìn con trai Đang ngủ say trên giường Anh đã nói như vậy rồi Nếu cô còn từ chối Thì phải kéo dài câu chuyện Cô đưa tay định cầm hộp quà Thì anh đã giật nó lại Cô trước mắt khó hiểu Anh đang muốn chơi đùa với cô sao Bạch dạo phi ưng cầm vòng tay Tiến lên một bước Cô gái yếu ớt lùi về sau Đụng trúng cái giường Thôi xong rồi Cô không còn đường nào để mà chạy nữa rồi Để anh đeo giúp em nha Anh đơn giản cười rất vui Nhưng mà trong mắt cô Đều lại là ý xấu xa Trong đầu anh chắc chắn Đang có âm mưu gì đó đen tối Vậy là cả hai người cứ đứng như vậy Đứng yên trong một phút Chủ tịch thấy im lặng quá liền nắm nhẹ tay của cô Đưa lên đeo chiếc vòng vào Mấy năm qua em đã vất vả rồi Sau này anh sẽ giúp em Chúng ta cùng nhau chăm sóc cho Tiểu An Có được không Anh nói như vậy Có nghĩa là cô có thể ở bên cạnh con trai sao Cô sẽ không bị đuổi ra khỏi đây sao Cô trở nên vui vẻ Cô không cần phải sợ Sẽ xa con nữa rồi Thật là tốt quá đi Tảng đá đè nặng trong lòng cô Được đập vỡ Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý Rồi ngồi bên cạnh nhìn con trai của mình mỉm cười đối với câu nói đầy hàm ý của anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều thế nhưng nhị thiếu gia lúc này đã kích động không thôi xem ra mối quan hệ của hai người có thể được gọi là cải thiện nhờ con trai rồi đợi khi nào tiểu an ngủ dậy anh sẽ chở em và con đến nhà mẹ nha sau đó thì anh cứ ngồi suốt trong phòng mãi không chịu rời đi cố hết cách cũng không thể nào đuổi người ta đi trong thời gian này chỉ thấy cô loay hoay mãi thôi. Cho con uống sữa xong thì ngồi đó vẽ vời trên tờ giấy nhỏ. Hơn một tiếng sau, nhóc con cúi khóc, lại phải cho thêm một bình sữa nữa. Sáng nay khi mà ăn cơm, đã thấy cô ngáp ngắn ngáp dài, trong lẽ đêm qua cô cũng như vậy sao? Cô sinh con vất vả, anh đã không có ở bên cạnh cô giúp đỡ cô, thì ra sau khi sinh xong, phụ nữ phải chăm lo nhiều chuyện đến như vậy. Còn về vấn đề nấu cơm, lau nhà rồi kiếm tiền vẫn chưa được đề cập. Xem ra phải tìm vài người giúp cô trông con thôi. Và anh cũng sẽ góp vài phần công sức để giúp cho cô thành thơi hơn. Đã qua giờ ăn trưa một lúc, anh lặng lặng đi ra bên ngoài. Vài phút sau đã đem lên phần cơm rang hải sản kèm với đó là súp vi cá cùng với ly sữa chua hoa quả yến mạch. Anh đặt nó trên cái bàn xa xa nơi con trai ngủ rồi rón rén đi đến nói nhỏ bên tai của con em mau qua đó ăn đi anh giúp em trông con nha đúng là cô có chút đói rồi nhưng mà không biết anh có biết trông con không đây mà thôi cô ngồi đó cũng không xa có gì thì bước vài bước là đến được đây rồi cô đứng lên để anh thay vị trí của mình rồi đến bên trước bàn đứng hình vài giây đồ ăn trông có vẻ rất đắt tiền cô thật sự có thể ăn nó sao? Hải sản thịt tươi ngon, ngọt thịt, rau củ đều rang chung với cơm, giòn giòn, ăn rất thích miệng. Còn súp vi cá, nước dùng đậm đà, bổ sung cho phần cơm, có phần khô khan, dầu mỡ. Tráng miệng bằng sữa chua hoa quả mọng nước, thật sự là ngon đến phát khóc luôn. Lạc An lại thèm sữa, đôi chân mày nhíu lại. Anh biết ý, liền đi vòng sang bên tủ nhỏ, nhớ lại từng bước lúc mà cô pha sữa bàn nãy. Sau đó anh đổ nước sôi vào trong bình, rồi anh đứng hình luôn. Lúc nãy anh quan sát rất tỉ mỉ, nhưng mà đến khi thực hành lại không nhớ gì cả. Bà bối nằm trên giường không được cho sữa vào miệng đúng thời gian, miệng nhỏ mếu máu. Cô gái nhỏ ở bên cạnh thấy như vậy thì nhìn sang. Người đàn ông đang đứng đó loay hoay mãi, con trai thì càng lúc càng náo loạn cô suốt ruột đứng lên đi tới lấy cái bình trong tay của anh để tôi làm cho sau đó cô thành thạo pha xong bình sữa cho vào cái miệng đang kêu to kia cậu bé lúc này mới có thể yên ổn trở lại làm cho cô giật cả mình cứ tưởng rằng con trai tỉnh dậy rồi không ngủ đủ giấc sẽ khiến cho con khó chịu cũng may là xử lý kịp thời bệnh dạng phi ứng có chút xấu hổ lúc nãy còn vỗ ngực khẳng định rằng sẽ để mắt đến con, khẳng định rằng mình biết chăm con, vậy mà sau đó đứa bé đã khóc đến khó coi. Hay là em dạy anh cách pha sữa đi. Phòng trường hợp em ra ngoài ăn cơm hay là làm gì đó, anh còn biết mà cho con uống sữa. May mắn là anh không nói. Phòng trường hợp em không có ở đây, nếu không thì cô bé ngốc nghếch này lại suy diễn lung tung hỏng bét. Lặng y y suy nghĩ rồi cầm cái bình khác lên để làm mẫu anh cho nước vào trước rồi sau đó thì anh nghiêm túc nhìn cô để ý đến gương mặt của cô không trước mắt đến khi mà cô chỉ xong rồi anh gật gù tỏ ra hiểu biết sau này mỗi lần em pha sữa anh có thể đứng bên cạnh quan sát có được không cái tên này nếu muốn học thì có thể đọc hướng dẫn không thì lên mạng nhờ người làm mẫu là được rồi cứ muốn đứng xem cô để làm cái gì à, Anh có thể nhờ Phi Yến Không cần tự pha đâu Sao có thể được Dù sao thì anh cũng là cha của Tiểu An Pha sữa cho con Còn ai thích hợp hơn anh Cô không nói lại cái miệng giả hoạt của người đàn ông Đành phải lách người đi sang chỗ khác Anh khoái trì đứng đó Bờ môi mỏng câu lên điệu cười Đậm chất xấu xa Lúc nãy nhìn cô pha sữa Đứng bên cạnh mau mắt Nhìn thấy hướng dẫn rồi Nhưng mà làm người mà Đừng nên thông minh quá Đôi lúc tỏ ra ngu ngốc Cũng có tác dụng lắm đấy chứ Sau này anh sẽ đứng bên cạnh Có thể ngắm nhìn người anh yêu rồi Cô lại không còn cách nào để mà trốn đi được Đây đúng là kế hoạch vô cùng hoàn mỹ Sau khi ngủ dậy Lạc An ngồi trên giường rụi mắt Cô đem đến một cái khăn Nhẹ nhàng giúp con lau cái mặt còn chưa tỉnh táo kia Cô lấy ra bộ đồ Nằm trong đống túi lúc sáng anh mua Xé mát rồi mặc vào cho cục cưng Sau đó xong xuôi Anh bế cậu bé lên Cho cậu bé xuống dưới nhà Tại biệt thự của bạch lão phu nhân Tiểu An vừa bước xuống xe Đã thấy trước mắt có cả chục người Đang xếp hàng ngay ngắn Cậu bé không biết họ đang làm cái gì nên ngu cười rồi vẫy tay Hết chào cô rồi lại chào chú Lê Phương Kiều đi đến, ngắm nghĩa thật kỹ, cậu bé trước mặt mình, vui vẻ, cười không ngớt miệng. Tiểu bà bố nhà ai mà lại ngoan ngoãn, lễ phép thế này, mau qua đây để bà nội xem thử nào. Sao mẹ lại ra đây? Bạch dạ phi ưng bước đến hỏi. Thì mẹ luôn nóng gặp cháu nội, xem thằng bé đáng yêu chưa kìa. Bà vừa nói vừa cười, đưa tay chạm vào cái má trắng nõn của cậu bé đúng rồi chắc là do tiểu an nhà chúng ta thừa hưởng gen tốt của mẹ chứ không phải là của cha bạch diệp phi yến móc mỉa lạc y y đứng bên cạnh cũng không thể nào nhịn được mà nở ra nụ cười người đàn ông cũng định mở miệng giáo huấn chỉ có điều thấy cô vui vẻ nên bỏ qua mau mau chúng ta vào nhà thôi lão phu nhân lên tiếng y y đi vào trong nhà thấy đường bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên sofa ý ý rừng rừng nước mắt cô chậm rãi đi tới chỉ có hai năm không gặp vậy mà tóc của bà đã có vài sợi bạc nếp nhăn cũng nhiều hơn rồi tuy vậy trong lòng cô bà luôn luôn là người phụ nữ đẹp nhất mẹ mẹ ơi cô nghẹn ngào lên tiếng mẹ lạc lúc này cũng đang nghe thấy âm thanh quen thuộc quay người sang rừng rừng nước mắt nhìn con gái bà đứng dậy bước đến chạm tay lên mặt của cô y y là con thật sao y y vâng mẹ ơi là con đây là con gái của mẹ đây cô khóc bà cũng khóc theo đôi môi không thể nào nén được nụ cười vui mừng Bà phu nhân nói mấy năm nay con đi khắp nơi để học hỏi thêm kiến thức thế cho nên không có thời gian trở về bây giờ con quay về rồi còn có phải đi thêm nữa không cô xoay người nhìn về phía của lê phương kiều hóa ra là bà không nói cho mẹ cô biết sự thật như vậy cũng tốt nếu không thì mẹ cô nhất định cho dù lưu lạc đầu đường xó chợ cũng sẽ không bao giờ ở lại nơi này không con không đi nữa con sẽ ở lại bên cạnh mẹ để chăm sóc cho mẹ mẹ lạp ngậm ngùi gật đầu trong mắt giờ đây đều là nước mắt khiến cho những người chứng kiến đều cảm động lạc an cười cười vỗ tay nhảy nhảy vài cái mẹ mẹ của mẹ lúc này đây mẹ lạc mới chú ý đến bóng dáng bé nhỏ đang nói chuyện nghe thằng bé gọi cô như vậy bà cũng có chút sửng sốt ý đây không lẽ là tiểu an ngoan con gọi bà ngoại đi con ý lau nước mắt rồi đưa lạc an tới xoa đầu cậu bé bảo cậu bé gọi bà 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 ngoại mẹ lạc ngồi xuống nhìn cháu trai của mình từ đầu đến chân rồi gật đầu không thôi chồng con đáng yêu quá tiểu bảo nói cho bà nghe cha của con đâu rồi bà vừa cười vừa hỏi cậu bé lạc án lúc này chạy về phía của phi ưng nhưng mà bé con so với người cha này lại nhỏ giống như cộng giá cũng không chịu thua ôm lấy cái chân dài của anh như con gấu trúc, ngẩng đầu lên gọi ba ba. Bạch Dạ Phi Ưng thuận nước đầy thuyền tiến đến, đứng ở gần y y lễ phép cúi chào. "Ba gái." Sau đó, anh lại nhìn sang cô tự nhiên hỏi, "Em không định giới thiệu anh với mẹ sao?" Cô nhìn anh, thấy trong đáy mắt của anh lộ ra ý cười, rồi lại nhìn sang mẹ có vẻ đang rất mong chờ. "Giới thiệu sao?" cô phải giới thiệu thế nào đây? Có ngon thì tự đi mà khai lý lịch đi. Mồm miệng anh dẻo lắm cơ mà. Nhất thời cô không thể nào làm trái được, liền miễn cưỡng lên tiếng. À, mẹ, đây là đây là ba của Tiểu An. Không gian trong căn phòng tự dưng trở nên yên lặng. Mẹ lạc chớp chớp mắt, không thể nào che giấu sự nghi vấn trong lòng. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? bạch phu nhân thì cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo nên lên tiếng giải vây ngay chúng ta mau đi thôi hôm nay có khách cho nên ta đã chuẩn bị một bàn tiệc rất lớn rồi mọi người nghe như vậy thì cũng vui vẻ đi vào trong phòng tiếp khách cái bàn tròn đã được bày lên rất nhiều đồ ăn ngon tiểu an ngồi giữa hai người bà phi yến thì ngồi bên cạnh mẹ mình y y cũng ngồi bên cạnh mẹ lạc còn người đàn ông thì mặt dày ngồi xuống bên cạnh cô Sau khi ổn định vị trí Buổi tiệc được bắt đầu Hai người bà thay phiên đưa thức ăn Và béo má đưa cháu trai kháo khỉnh Phi Yến ngồi đó nhìn thấy mà ganh tị Cô cũng muốn được nựng bảo bảo Nhìn thấy con trai được mọi người hết mực yêu thương Người làm mẹ như y y cũng an tâm phần nào Bảy dạ Phi ưng ngồi bên cạnh Gắp miếng cá tuyết ân cần bỏ hết xương rồi bỏ vào trong chén của y y cá này thịt ngọt lắm đấy em ăn thử xem cô đưa mắt nhìn miếng cá trong chén của mình cô thích nhất là món cá tuyết này nếu cô bảo không thèm thì có lẽ cả con cá trên bàn từ giờ đến khi nào kết thúc buổi tiệc cô cũng không thể nào bỏ vào trong miệng cho dù chỉ là một miếng nhỏ nhưng cô lại không muốn ăn đồ mà anh gắp cho cô lợi dụng lúc đông người liền giả vờ ân cần ấm áp sao anh cần gì phải diễn sâu như vậy có phải là nam chính ngôn tình đâu lúc này tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người khiến cho cô có chút căng thẳng cái miệng nhỏ cũng không biết phải từ chối thế nào lê phương kiều tinh ý giải vây y y món cá này là do ta đích thân xuống bếp đấy con ăn thử xem có hợp khẩu vị của con không lần này thì cô có muốn từ chối cũng không được nữa rồi cô cầm đũa cho cá vào trong miệng miếng cá ngọt ngào như muốn tan ra thật sự là rất ngon mẹ cô nhìn thấy như vậy thì trong lòng cũng thầm an tâm bà nắm lấy tay của cô nhìn các con thế này mẹ đã không còn gì lo lắng nữa mẹ cô vốn là người không màng thế sự không phải là bà không quan tâm cuộc sống của đứa con gái này mà là bởi vì bà tôn trọng cô chỉ cần là điều cô không muốn nói thì bà tuyệt đối sẽ không nhắc tới càng không ép buộc cô phải làm thế này thế kia mẹ lúc nào cũng muốn cô sống vui vẻ và cô cũng muốn mẹ được yên lòng giờ đây thấy bà ở nơi này được lão phu nhân bạch gia đối xử nồng hậu mỗi đêm cô cũng sẽ không còn phải chăn trở lo lắng nữa trở về nhà lúc nửa đêm ai cũng rất mệt mỏi bạch phu nhân đúng là đối xử với khách Nhiệt tình thật đấy Ăn xong liền bày trái cây Và một số đồ ăn nhẹ ra Có cả rượu vang nữa Họ ở trong phòng khách chơi đùa với nhau Mà quên cả thời gian Đến cả mẹ Lạc là người không thích ồn ào Náo nhiệt cũng khó cưỡng lại Những màn biểu diễn của Tiểu An Đứa con trai này của cô Vẫn chưa nói rõ Nhưng tự tin hát rất hăng say Làm cho mọi người cười đau cả bụng Tầng trệt lúc này đã được thiết kế sao cho thuận tiện nhất Đồ đạc đều được chuyển vào trong phòng rồi Người đàn ông đang bế con trai trên tay Mở cửa đi vào trong phòng Chiếc giường kinh sai rất to Được đặt ở gần cửa sổ Quần áo và những thứ cần thiết Dành cho bảo bối Cũng được anh để gọn trong cái tủ rồi TV treo trên tường Hơn 50 inch đủ để xem Lúc rảnh rỗi Tất cả đồ chơi đều được chuyển sang Một căn phòng khác ở gần hoa viên để tiện lợi mỗi khi ra ngoài đi dạo. Bạch Dạ Phi ưng hồn má của con trai. Tiểu bà bối, tối nay con muốn ngủ với ai nào? Dạ, ba và mẹ ạ. À. Lạc An thích thú, nhún nhún người. Bạch Diệp Phi Yến ở bên cạnh kích động mà lên tiếng. Tiểu bảo thối này, thế còn cô út thì sao? Con để cô út ở đâu chứ? Cô út cái gì? Phòng em ở ngay bên cạnh, qua đó mà ngủ đi. Anh trả lời Tam tiểu thư cười mỉa mai Anh nghĩ rằng Anh nghĩ rằng Em sẽ cho chị Y Y ngủ ở đây sao Đừng có mơ Nửa đêm anh muốn làm gì Thì ai mà biết được chứ Người đàn ông tỉnh bơ nhún nhún vai Nhìn sang Y Y còn đang chưa thể nào tiêu hóa được Tình huống trước mặt nhẹ giọng lên tiếng Em có thể ngủ cùng Phi Yến Tam tiểu thư nghe thấy anh nói như vậy thì cũng có chút không ngờ đến Lẽ nào cô hiểu lầm rồi sao Tiểu An ngoan Mẹ hôm nay không thể nào ngủ được ở đây rồi Chỉ có hai cha con chúng ta thôi Anh quay sang xoa đồ con Dùng giọng điệu yếu ớt mà nói như vậy Lạc An nghe được thông tin Mẹ không ngủ ở đây Đôi mắt rừng rừng Cái miệng nhỏ mếu máu Mẹ ơi mẹ không thương Tiểu An nữa Làng y y thấy cậu bé như vậy thì luống cuống chạy đến, vuốt về cặp má non mềm. Tiểu An ngoan, làm sao mà mẹ có thể không thương con được? Mẹ bỏ Tiểu An, không ngủ chung với Tiểu An. Mẹ cũng muốn giải thích, chỉ nghe thấy anh nói với con trai. Bảo bối ngoan, con phải thật mạnh mẽ lên, không được khóc nhẹ. Cho dù mẹ không thương con thì vẫn còn có ba thương con cơ mà. Mẹ bỏ Tiểu An thật mẹ không thương nữa Cậu bé nghe xong thì lại càng khóc lóc dữ dội hơn Làng y không cam tâm nhìn con của mình khóc Đành thỏa hiệp Thôi được rồi, vậy tối nay mẹ sẽ ngủ ở đây Hoan hô, vậy là mẹ vẫn yêu con Bà Diệp Phi Yến nghe xong thì bốc hỏa Cái này rõ ràng là uy hiếp mà Ông anh trai này thật đúng là hết nói nổi Dám dùng cái kế hèn hạ này để ép buộc người ta làm theo ý của mình sao? Trên đời này có còn công bằng không đây? Cô không thể nào làm được gì, đành thở dài đến bên cạnh Tiểu An mà dặn dò. Tiểu bảo bối, Còn lát nữa nhớ là phải nằm giữa ba và mẹ, con hiểu chưa? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 4 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.